Truyện quỷ bí chi chủ, tác giả, mực thích lặng nước. Chương 1121, suy đoán cùng ý tưởng, hay. Như vậy mà nói, tử thần nhân tạo nọ, hoặc là bước đầu hoạt hóa, tính duy nhất, con đường, tử thần, có thể tăng mạnh rõ ràng phương diện quyền lực, yên giấc cùng yên tĩnh, thậm chí để cho trực tiếp ăn mòn lĩnh vực tử thần, giống như dục vọng mẫu thụ, làm với thần bị trói, vậy. Khi tử thần ngã xuống, ba phần danh sách một hẳn là có chủ động phân chia không biết bị ai chiếm được nếu nữ thần lại sưu tập được chúng có lẽ trong danh hiệu sẽ thêm vào các nội dung như chúa tể minh giới xa xưa quân chủ toàn bộ vong linh ngài a cót mặc dù bị cường giả danh sách cao giáo hội truy tung nhưng thủy chung không bị uy hiếp thực chất xem ra nữ thần luôn luôn chờ đợi chuyện hôm nay phát sinh nghĩ đến đây cơ linh bỗng nhiên chột dạ anh tương đương thành kính ít nhất mặt ngoài tương đương thành kính nâng tay phải lên điểm bốn cái thuận kim đồng hồ ở ngực vẽ một vầng trăng đỏ rực cùng thì thào lẩm bẩm ca ngợi nữ thần điều này làm cho anh nghĩ tới lúc trước khi thỉnh giáo rắn vận mệnh will onsetin làm thế nào để được phối phương ma dược danh sách cao nhà bói toán thì thu hoạch trả lời chỉ có thể tìm chát lơ la tu phát điên hoặc là đi sơn mạch honaki nếu cậu là quyến giả đêm tối coi như tôi chưa nói sau chuyện trấn nhỏ sương mù, Cơ Linh đã phát hiện đi sơn mạch Honaki cùng tìm chát lơ la tu là cùng một sự lựa chọn. Ngay cả đến lòng đất giáo đường SCT, Samuel đánh cắp bút ký gia tộc Antigones cũng như vậy. Nhưng thẳng tới hôm nay, anh mới cảm thấy nửa câu mặt sau có lẽ cũng không phải không có ý nghĩa. Anh nâng tay cha cha cầm, không tiếng động lẩm bẩm. Có lẽ, đại khái, khả năng, mình thực xem như quyến giả đêm tối. Đối với điểm này, Cơ Linh thật ra cũng không phải quá bài xích. Một mặt, những năm tháng ban đầu khi anh đi vào thế giới này là trải qua ở tiểu đội kẻ gác đêm thành phố tiên giáo hội đêm tối, có một đám đội hữu cùng đồng nghiệp tốt, có cuộc sống tương đối ấm áp, có tư tưởng được tán thành, cho đến hiện tại, vẫn thường xuyên hồi tưởng, cho nên, tuy chưa nói tới tín ngưỡng nữ thần đêm tối, nhưng có độ tán thành cao nhất đối với vị thần linh này. Một mặt khác, ít nhất đến trước mắt, nữ thần đêm tối chưa biểu hiện ra ác ý, ngược lại cho ban ân nhất định. Cơ Linh nghĩ nếu đã bị đánh dấu đặc thù, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thoát được, vậy chỉ có thể học cách chấp nhận, lợi dụng đầy đủ. Đương nhiên, cảnh giác nên có cũng không thể thiếu. Mặt khác, dục vọng mẫu thụ, tạo vật chủ chân thật, nguyên sơ ma nữ, ánh trăng nguyên thủy, kẻ bán bổ thần linh, Amon, thiên sứ vận mệnh, u lúc những phe đối địch đã khá là nhiều, không biết lúc nào thì có thể bắt lấy hành tung của mình, không tìm một cái đùi để ông lấy, tương lai thật sự sẽ cực kỳ gian nan. Cơ Linh đối mặt quá nhiều sự việc rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Với anh mà nói, chỉ cần nữ thần đánh dấu mình là bắt đầu từ mượn dùng thánh kiếm ký kết thể ước, mà không phải sớm hơn, hơn nữa không phải vẫn theo dõi, vậy anh có thể tiếp nhận. Ít nhất từ đánh dấu của quyền trượng hải thần đối với tín đồ đặc thù mà xem, luôn theo dõi là không thành lập. Từng, Ngài a Akot trong một đoạn thời gian rất dài đều ở trong trạng thái ngủ say, nữ thần cũng không phải nói thần hàng là có thể thần hàng, tất nhiên sẽ có trở ngại cùng khó khăn tương ứng, nếu không bảy đại chính thần đã sớm thần hàng giải quyết các loại vấn đề khắp thế giới rồi, cho nên mình ở Nam Đại Lục hạ thấp một chút, thành thật một chút, tận lực không mang hy vọng ký thác ở bên ngoài. Cơ Linh nhắc nhở bản thân vài câu, chuyển sang quan sát bí ngẫu mới thượng tướng địa ngục, ludel đeo. Thẳng thắn mà nói, anh vẫn tương đương tò mò đối với gương mặt che giấu ở dưới cái mặt nạ bạc trắng kia, nhưng tưởng tượng đến lần trước chiến đấu, ludel đeo sau khi lấy cái mặt nạ xuống tạo thành dị biến, lại kiềm chế tâm tư, sau khi rời khỏi thành thị, tiến vào rừng rậm hoặc nơi không người, thì mới thử. Trải qua một phen bận rộn, Cơ Linh bước đầu biết rõ danh sách cùng năng lực bí ngẫu mới. Đeo là người trong cửa, danh sách năm con đường, tử thần, hơn nữa không phải loại người bình thường. Danh sách chính tương ứng là người nhặt xác. cờ Linh khi ở thành phố Tiên đã biết được tình huống cụ thể, rõ ràng bọn họ sẽ có tính chất đặc biệt nhất định của thi thể, cả người có vẻ có chút âm trầm, nhiệt độ cơ thể thấp, từ đó tránh được vong linh không có trí tuệ tập kích, đồng thời, bọn họ còn thu được tăng lên ở tố chất thân thể, có thể thừa nhận hư thối, rét lạnh cùng khí tức tử vong ăn mòn, thiên nhiên có linh thị hơn nữa hiểu biết đặc điểm cùng chỗ yếu của các bất tử sinh vật. Danh sách 8 là người cuộc mộ, người nhặt xác, tấn thăng tới tầng cấp này sức lực cường tráng hơn, linh thị càng thêm lợi hại, thân thủ nhanh nhẹn hơn, có thể bước đầu câu thông chút ít, linh hồn, phụ cận, để cho chúng cung cấp trợ giúp, trừ bỏ cái này, người cuộc mộ chẳng sợ khi đối mặt với sinh vật bất tử cùng sinh vật linh giới không quen biết, cũng có thể thông qua, quan sát, rất nhanh tìm ra nhược điểm của chúng cái này gọi là con mắt tử vong. Kẻ thông linh danh sách bảy thuộc về giai đoạn chất biến, người phi phạm sẽ nắm giữ các loại nghi thức thần bí học liên quan đến linh hồn, có thể trực tiếp câu thông cùng linh hồn tự nhiên cùng vong hồn bồi hồi ở thế giới hiện thực, đối với bọn họ mà nói, nơi nơi đều là người cung cấp thông tin. Đồng thời, bọn họ có thể mượn dùng linh hồn khác nhau để thực hiện các loại ma pháp, chế tạo các loại hiện tượng siêu tự nhiên, tương đương toàn diện tử linh đạo sư danh sách 6 cùng người trong cửa, danh sách 5 so với kẻ thông linh mà nói cũng không có thay đổi thực chất, chẳng qua mở rộng phạm vi câu thông, tử linh đạo sư bắt đầu giao thiệp với linh giới, có thể tự chiêu mộ, tính sứ, thu được trợ giúp của sinh vật linh giới nào đó, người trong cửa có thể cảm ứng được cửa vào minh giới, sử dụng vong linh bên trong, tự như đang thủ vệ khoảng cách giữa sống cùng chết. Bắt đầu từ kẻ thông linh, theo mỗi một lần tăng lên danh sách, người phi phạm có thể khống chế cùng sử dụng số lượng cùng chất lượng linh hồn tự nhiên, sinh vật bất tử, sinh vật linh giới, đều tăng trưởng một cách bùng nổ. Tử linh đạo sư còn thêm vào nắm giữ tiếng người chết, có thể vòng qua thân thể máu thịt bảo hộ, câu thông nhằm vào linh thể để sử dụng, thậm chí nô dịch. Người trong cửa thì có thể lợi dụng có giới hạn cửa lớn thần bí giữa sống cùng chết, cửa lớn đi thông minh giới nếu không phải còi đồng a à có thiên nhiên khắc chế con đường người nhặt xác nắm trong tay đối với linh hồn mình lúc trước cũng không có tư cách chiến một trận cùng thượng tướng địa ngục mà cho dù hiện tại nếu không phải có lữ hành bảo hiểm cho dù dùng tới năng lực tầng cấp bán thần quá nữa cũng không giải quyết được lưu đeo về sau khi báo thù an Giang nguyên chú ý điểm này hắn từng là người trong cửa cơ linh vừa nhẹ nhàng gật đầu vừa bưng tách lên nhấp một ngụm hồng trà về phần vũ khí của Ludel, tên là kiếm đâm Hadriser, nơi phát ra từ một vị vương tử cổ đại Nam Đại Lục, nó cũng không trực tiếp đối ứng con đường nào danh sách nào, càng tiếp cận loại vật tạo ra từ tụ hợp đặc tính không có quy luật tương tự như vua phương Bắc, Urisen. Chương 1122, Suy luận Hoàng Mỹ 1 Nó chỉ có một loại năng lực phi phạm, đó chính là mang đến hủy diệt tuyệt đối cho sự vật bị đâm trúng. Làm tướng quân hải tặc tiền thưởng cao nhất, Ludel cũng không chỉ có một vật phẩm thần kỳ này, đáng tiếc là, những tử thần hắn quý trọng nhất đã bị Akot trầm đi, mặt nạ trắng bạc mang ở trên mặt, linh trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào lấy xuống nghiên cứu. Còn nữa, hắn thật sự không thích tiền, hắn không một chút nhu cầu đối với tiền. linh buông tách trà, thu hồi ánh mắt, quyết định thừa dịp thời gian còn sớm, rời khỏi thành phố Gulan đi nơi khác chờ Danik bên kia hoàn thành điều tra. Bắc Luân, khu giao út. Phất đang ở ngủ trưa đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, thấy sương mù xám trắng vô biên vô hạn cùng ngại, ánh trăng cúi đầu cầu nguyện, nghe được lời nói rõ ràng nguyên từ đối phương. Giao đông Nam Bắc Luân, trung ương rừng rậm đi lai, có một tòa cổ bảo bỏ hoang, bên trong ít nhất có hai oán linh xa xưa thường lui tới, hơn nữa còn tồn tại vong hồn khác, không bài trừ khả năng có người phi phạm ẩn cư ở nơi đó, vị trí tọa độ là. Cuối cùng có tin tức tài liệu chủ quan ký lục, tin tức giá trị 300 bản. Phớt vui mừng, lúc này cảm tạ ngài kẻ khờ, cùng xin chuyển lời cho ánh trăng, sau đó sẽ trả thù lao. Chấm dứt chuyện này, cô xoay người rời giường, đi đến lầu một, tính rót ly rượu, thuận tiện suy nghĩ một chút khi nào thì đi thăm dò tòa cổ bảo bỏ hoang nọ, cùng với cần chuẩn bị cái gì bút ký lữ hành Lemano gần đây không thể cho thuê. hưu cũng phải dẫn theo. Tòa cổ bảo bỏ hoang nọ vong linh không ít, tương đương nguy hiểm, suy xét một chút mà pháp, phối hợp, nếu có chỗ thiếu hụt, hoặc là không đủ để đối phó, thì tiêu tiền mời mấy người ngại, thế giới, ngài người treo ngược, mặt trời, ghi lại năng lực phi phạm tương ứng. Phất tuy kinh nghiệm thực chiến không nhiều lắm, nhưng ở trong giới người phi phạm lăn lộn nhiều năm, sau lại còn gia nhập hội Taro, nghe được nhiều thấy được nhiều tự nhiên cũng biết trước khi mạo hiểm thì nên chuẩn bị như thế nào về phần lựa chọn trực tiếp mời ngài thế giới này cô đã sớm không suy xét cho rằng mang toàn bộ thu hoạch thêm tiền gửi ngân hàng của mình đều đưa cho đối phương cũng không trả được thù lao đương nhiên nếu cô thử thăm dò chứng minh tòa cổ bảo bỏ hoang nọ quả thật cực kỳ nguy hiểm không phải là nơi mà người phi phạm tầng cấp của cô có thể xâm nhập vậy cô cũng sẽ dũng cảm lưng mang nợ dù sao còn sống mới có hy vọng, còn sống mới có tương lai. Trên lý luận hẳn là không đến một bước này, trên bút ký lữ hành Le Mano còn có hai năng lực phi phạm tầng cấp bán thần mà ngài thế giới lưu lại, nhiều lắm thì sử dụng, sau nghĩ biện pháp bổ sung lại. Vấn đề duy nhất ở chỗ, hai năng lực phi phạm tầng cấp bán thần nọ vị tất thích hợp đối phó oán linh cùng vong hồn. Phất nhấp ngùng rượu Black lên lạnh, các loại ý tưởng dần dần thành hình. Ngay ở lúc này, cô nghe thấy có thanh âm chìa khóa cắm vào ổ khóa, theo bản năng hướng ánh mắt về phía cửa. Cửa lớn rộng mở về phía sau, Hiu cầm theo hai cái túi giấy tản mát ra hương vị nồng đậm đi đến. Bánh nướng DC. Phất đầu tiên là bật thốt lên hỏi, tiếp theo nghi hoặc nhíu mày, cậu gần đây không phải có rất nhiều ủy thác sao, sao lại trở về sớm như vậy? Hiu mang một túi bánh nướng DC trong đó tung qua, khó nén ý cười nói mình vừa vặn đi ngang qua, lại chưa ăn bữa trưa, tính nghỉ ngơi một chút. Không đợi Phất hỏi lại, cô chủ động nói. Mình đã gom đủ công huân. Rất nhanh có thể đổi phối phương ma dược, kẻ thẩm vấn. Tuy nhiệm vụ theo dõi thì vệ trưởng cung đình tử tước Stratford của cô còn chưa có tiến triển thực chất, nhưng cái này thuộc về loại hình hàng ngày cũng có thể tích lũy công huân. Mỗi tuần chỉ cần đệ trình một phần báo cáo đủ tư cách là có thể thu được tiền thưởng tương ứng cho nên, cộng thêm hoàn thành quỷ thác trình độ khác nhau khác, Hiu đã có thể lấy đến phối phương ma dược, kẻ thẩm vấn. Rốt cuộc. Phớt thay bạn tốt cảm thấy cao hứng từ đáy lòng, sau đó lắc lắc ly rượu trong tay, muốn uống một chút, chúc mừng một chút hay không. Cùng lúc đó, cô lại liên tưởng đến chuyện của mình. Cái này thật sự quá tốt, sau khi trở thành danh sách bảy, Hiu hẳn có thể xuất hiện chất biến nhất định, chuyện thăm dò tòa cổ bảo nọ càng có nắm chắc. Hiu nhìn chất lỏng trong suốt trong ly rượu, liên tục lắc đầu nói. Uống rượu không tốt. Nói xong, cô nhíu mày. Hơn nữa, mình chán ghét hương vị của nó. Cướp ở trước khi Phất mở miệng, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trực tiếp đứng lên, đi ra cửa. Mình vừa rồi thấy có thứ gì nhét trong hộp thư báo, cậu hôm nay chưa từng mơ ra à? Còn chưa kịp. Phất bày ra một bộ dáng tôi bề bộn nhiều việc tôi phải viết bài. Hiu là người cực kỳ có lực hành động, căn bản không có nghe giải thích của cô, đã mở cửa đi ra ngoài, mở ra hộp thư báo. Qua chừng 10 giây, cô cầm một đống báo chí cùng mấy phong thư quay về trong phòng, vừa xem người nhận thư vừa nói. Đều là của cậu. Hai phong gửi từ nhà xuất bản, một phong từ mời trao đổi giải phẫu ngoại khoa, một phong đến từ cảng Pulitzer. Cảng Pulitzer. Phất trong lòng chợt động, buông ly rượu, tiếp lấy lá thư hiu đưa tới. Cô ở trước mặt bạn tốt, nhìn như thản nhiên mở ra toàn bộ thư tín, phát hiện một phong trong đó quả nhiên là thầy nhà mình Dorian Gray Abraham gửi đến. Thành phố Caderan ở chỗ sâu trong linh giới là một nơi tương đương đặc thù, thầy cũng không thể xác nhận lai lịch của nó, chỉ biết nơi đó cực kỳ nguy hiểm, từng có bán thần tiến vào, rốt cuộc không thể đi ra. Còn khi mang tọa độ linh giới cụ thể bán cho thành viên tụ hội kia, cần phải nhắc nhở hắn một chút mục tiêu của ngài thế giới là một tòa thành thị linh giới nguy hiểm như vậy phất nhìn chăm chú vào lá thư trong tay ánh mắt hơi trận to tiểu đội bao tay đỏ đã đến thành thị đông bi rong hội hợp cùng kẻ gác đêm địa phương chiếm cứ một văn phòng của đối phương mọi người nghỉ ngơi hồi phục nửa ngày rạng sáng bắt đầu hành động soese lấy ra đồng hồ bỏ túi mở ra nhìn thoáng qua Bọn họ lần này là muốn đã kích một cứ điểm bí ẩn linh giáo đoàn, tìm được càng nhiều tư liệu kế hoạch tử thần nhân tạo, đào ra một tổ kẻ địch khác giấu ở Bắc Luân. Về phần tình báo thu được từ chỗ Ulica, đã thông qua hình thức điện báo truyền về Bắc Luân, không cần bọn họ lại quan tâm đến xử lý tiếp sau, dù sao không phải chỉ có một mũi tiểu đội bao tay đỏ, bọn họ, kẻ các đêm bản địa Bắc Luân số lượng nhiều, thực lực mạnh mẽ. Đám người Leonard cùng Dali đang muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một kẻ gác đêm có bộ phận huyết thống đông bi rong cầm một tấm giấy tiến vào nói. Có điện báo mới, đến từ Bắc Luân. Suez đưa tay tiếp nhận tờ giấy nọ, mở ra xem vài giây, vẻ mặt ngưng trọng địa nói. Herman Sparrow lại xuất hiện, lợi dụng thủ đoạn bói toán xác nhận, chính là bản thân. Herman Sparrow Leonard đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm từ chỗ đoan đan biết được cựu đồng nghiệp Colin Moretti còn sống. Hắn tò mò hỏi. Herman Sparrow lại làm cái gì? Stress nhìn quanh một vòng, nghiêm túc nói. Hắn đi lên hoa tuy líp đen, chuyển hóa thượng tướng địa ngục, Ludell thành bí ngẫu của mình. Thượng tướng địa ngục. Ludell. Bí ngẫu. Nhóm bao tay đỏ khó nén kinh ngạc đều ra tiếng. Ngay cả Leonard Mitchell cũng cực kỳ kinh ngạc. Chương 1123, suy luận, Hoàng Mỹ 2. Phải biết rằng, thượng tướng Điện Mục Ludel mang cái nhẫn tử thần lưu lại ở trong bảy đại tướng quân hải tặc là tiền thưởng cao nhất, thực lực mạnh nhất, được công nhận để nhất nhân dưới bốn vua cũng không phải danh sách năm bình thường có thể so được, Herman Sparrow thế mà có thể ở trên thuyền của hắn, ở trong đại quân vong linh cùng rất nhiều cấp dưới của hắn vây quanh, biến hắn thành bí ngẫu. Tuy bọn họ đối với người không mặc, đối với biến ngẫu đại sư không phải quá hiểu biết, nhưng chỉ là danh từ biến ngẫu này có thể làm cho người ta trực quan biết kết cục của Thượng tướng Địa Ngục, Lưu Đeo khả năng còn muốn bi thảm hơn so với tử vong. Hắn mạnh đến loại trình độ này. Hắn lẻn vào cửa cha nít giáo đường SCT, Samuel là nghi thức bán thân cần. Leonard dần dần lặng lẽ xuống, không hỏi gì nữa. Lúc này, Suez chủ động nói. Theo thuyền viên từ trên hoa tuy -líp đen, trốn ra nói, lúc ấy cũng không có phát sinh chiến đấu, Herman Sparrow là cùng lên thuyền với một người nam khác, thượng tướng địa ngục, Ludel vừa nhìn thấy đối phương, đã bỏ qua đề kháng, phủ phục ở trên bông tàu, miệng nói quan chấp chính tử vong, sau đó tùy ý để Herman Sparrow biến mình thành biến ngẫu. Quan chấp chính tử vong Leonard theo bản năng nghiêng đầu, nhìn về phía Daily Simoner. Ở hắn nghĩ, vì danh sách năm con đường, người nhạc xác này hẳn là rõ ràng, quan chấp chính tử vong, đại biểu cái gì? Đại ly ta, à, một tiếng, lắc đầu nói. Tôi chỉ biết là đế quốc bi rong quá khứ, thống trị thế giới hiện thực là máu mũ với tử thần, được xưng là quan chấp chính tử vong. Nhưng thủ lĩnh phái hoàng thất linh giáo đoàn chưa bao giờ tự xưng quan chấp chính tử vong. Xin đi một bao tay đỏ khát nghi hoặc mở miệng nói đây là tư liệu tương đối công khai bên trong kẻ gác đêm đến danh sách bảy trở lên hoặc là gia nhập bao tay đỏ đều có tư cách lật xem về phần phái tử thần nhân tạo vậy sẽ không có người tự xưng quan chấp chính tử vong ai mà biết được có lẽ linh giáo đoàn lại phân liệt sinh sôi nảy nở thêm một phái quan chấp chính tử vong đa ly đầu tiên là thuận miệng đáp lại chợt có chút suy nghĩ nói herman sparrow lai lịch thần bí lẻn vào cửa chanit mục đích không biết có lẽ thực có liên quan cùng linh giáo đoàn linh giáo đoàn vẫn là mục tiêu đã kích chủ yếu của giáo hội đêm tối hai bên mâu thuẫn sâu đậm những lời này nhắc nhở leonard mitchell một chút bởi vì hắn biết herman sparrow chính là colin moretti hơn nữa gia nhập một tổ chức bí ẩn lấy bài tarot làm tượng trưng sùng bái kẻ khờ có nhiều quan hệ hợp tác cùng linh giáo đoàn vài phe phái trước mắt của linh giáo đoàn đều không có quan chấp chính tử vong thượng tướng địa ngục, lưu đeo hầu như có thể xác nhận là cánh tay của linh giáo đoàn, đối phó hắn chẳng khác nào đối phó linh giáo đoàn. Đoàn Đăng Tết từng nói qua, thành viên tổ chức bí ẩn kia đến từ những nơi khác nhau, có mục đích khác nhau. Cơ linh mục đích là báo thù, vậy không lẽ có một vị mục đích là đã kích linh giáo đoàn, dần dần hợp nhất bọn họ, lấy bản thân làm chủ sống lại hoặc tái tạo tử thần. Nếu tồn tại quái vật bất tử còn sống sót từ kỷ đệ tứ đoan đang tét này Tổ chức bí ẩn kia lại có một vị quan chấp chính tử vong, cổ đại cũng thực bình thường, có lẽ bài Taro đối ứng của hắn chính là tử thần. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Leonard cảm thấy mình đã nắm chắc được chân tướng. Sau đó, hắn lại liên tưởng đến một ít chi tiết. Duendantes là quái vật bất tử còn sống sót từ kỷ đệ tứ. Hắn rất hiểu biết đối với Nam Đại Lục. Hắn gần đây rời khỏi Bắc Luân, trước mắt hành tung không rõ. Leonard sợ hãi cả kinh, thừa dịp nhóm đội hữu thảo luận, nâng chung trà lên, che khuất miệng, thấp giọng lẩm bẩm. Ông lão, đoàn tét sẽ không chính là quan chấp chính tử vong chứ? Giọng nói hơi già nua của Pace Yorasek mang theo một chút ý cười nói. Không phải. Quan chấp chính tử vong, đế quốc Biron vừa là danh hiệu địa vị, vừa là tên của danh sách hai con đường, tử thần, lúc ấy. Danh sách hai tổ chức bí ẩn kia có thiên sứ danh sách hai. Leonard ánh mắt co rụt lại, lại nói nhỏ. Ông vì sao xác định đoen đan tét không phải quan chấp chính tử vong? Bởi vì hắn không phải là thiên sứ. Pace nhất thời ha ha cười nói. Không, nguyên nhân rất đơn giản, cậu đã thấy qua bức họa quan chấp chính tử vong chân chính, lúc trước kẻ gác đêm các cậu điều tra tán oe tự sát, thậm chí khả năng từng có tiếp xúc với ông ta. Ông ta là giáo viên hệ lịch sử đại học Khoi, a Ecker. Leonard đầu tiên là ngẩn ra, chợt giật mình. Hắn rốt cuộc rõ ràng Colin Moretti vì sao có thể sau chết sống lại, vì sao có thể gia nhập tổ chức bí ẩn lấy bài tarot làm tượng trưng kia mà bình thường cũng không thấy có chỗ nào quá mức đặc dị. Nguyên nhân chính là sau lưng Colin tồn tại một thành viên tổ chức bí ẩn, bài tarot đối ứng là Tử thần bay am khu dân nghèo người treo ngược ác dét mang mặt nạ kéo mũ trùm lại lần nữa gặp mặt cùng thượng tướng ngôi sao capella hai người cách một cái bàn ngồi đối diện hồi lâu không ai nói gì rốt cuộc thượng tướng ngôi sao capella mở miệng tình báo kia nghe nói chưa ác dét không có trả lời trực tiếp hỏi ngược lại herman sparrow capella lặng lẽ vài giây gật gật đầu hắn biến thượng tướng địa ngục thành bí ngẫu của mình. Mà vô luận thượng tướng máu trước đó hay là thượng tướng địa ngục hiện tại đều là hải tặc tiền thưởng cao hơn cô, cho dù cô có tự tin, cũng không cho rằng hai người nổi bật trong danh sách năm này sẽ yếu hơn hẳn mình. Cô biết được sớm hơn so với tôi dự đoán. Ác giác quyển chuyển xác nhận tình báo của ẩn giả là chính xác. Làm một mắt xích trong giáo hội gió bão nắm trong tay biển lớn, hắn có thể trực tiếp thu được tình báo từ con đường chính phủ. Capella khóe miệng hơi nhếch lên nói. Nếu tàu tương lai đang đi ở trên biển, tôi có khả năng chờ vài ngày, thậm chí mấy tuần, mới có thể biết, nhưng tôi gần nhất đều ở Bay Am. Cô không lộ ra nơi phát ra tình báo của mình. Dừng một chút, vị thượng tướng ngôi sao này thản nhiên hỏi. Đối với chuyện này, anh còn biết cái gì? Người treo ngược ác dết lắc lắc đầu. Tôi đang muốn biết tình huống rõ ràng cụ thể, nhưng thấy dấu hiệu liên lạc của cô, nên chạy tới gặp mặt. Capella hơi hơi gật đầu nói. Herman Sparrow cùng Thượng tướng Địa Ngục không phát sinh chiến đấu, lưu đeo bản thân bỏ qua đề kháng, bởi vì người nam đi cùng Herman Sparrow lên hoa tuy lít đen kia được hắn gọi là quan chấp chính tử vong. Quan chấp chính tử vong. Ác đồng tử bỗng nhiên phóng đại, cảm nhận được áp lực không thể giải thích nào đó danh hiệu như vậy cũng không phải tùy tiện một vị bán thần có thể gánh vác hơn nữa đó cũng không phải đối phương tự phô trương quảng cáo là thượng tướng địa ngục lưu đeo chủ động tôn xưng cũng vì cái này mà bỏ qua đời kháng tình nguyện mất đi sinh mệnh thấy người treo ngược không có mở miệng capella tự bổ sung nói ở con đường tử thần quan chấp chính tử vong là tên của danh sách hai đương nhiên các đời hoàng đế đế quốc bi rông cũng sẽ lấy danh hiệu này Quả nhiên, một vị thiên sứ, thiên sứ lĩnh vực, tử thần. Ác giết tự động xem nhẹ các khả năng mặt sau, dù sao căn cứ, cách sắm vai, trước khi đế quốc rông diệt vong, vị trí hoàng đế khẳng định sẽ từ danh sách hai thiên sứ cầm giữ, mà có thể làm cho thường tướng địa ngục không hề phản kháng biến thành biến nổ của Herman Sparrow, cũng không phải danh hiệu đơn thuần có thể làm được. Chương 1124 Lai lịch của Caderan Đúng lúc này, ác đột nhiên liên tưởng đến một chuyện chuyện làm cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu trung tướng gió lốc di liên dơ sau khi thành công chạy trốn đứng thẳng bất động ở bên hồ nhân tạo khuôn mặt nhanh hư thối máu thịt rơi xuống từng khối một ngay cả con mắt cũng thoát ly khỏi đầu cái này không hề nghi ngờ là thương tổn nguyên từ lực lượng mạnh mẽ lĩnh vực tử thần mà ác sau đó xác nhận đây là quyến giả ngài kẻ khờ làm có thể làm cho một vị tướng quân hải tặc tướng quân hải tặc mang theo vật phong ấn lợi hại, nhanh như vậy, không một chút đề kháng như vậy mà chết đi, người ra tay tận cấp cùng địa vị có thể nghĩ. Đại giám mục thần chi ca giả, Sennet giáo hội gió bảo phán đoán ngay tại chỗ đây là một vị cường giả danh sách cao con đường, tử thần, làm, hơn nữa không phải vị mà ông ta biết kia. Ác ghét đối với cái này không có nghi vấn, bước đầu tin tưởng đây là bán thần danh sách 4 hoặc là danh sách 3, cũng chính là thánh giả làm, cùng bởi dưới tay ngài kẻ khờ có một vị quyến giả danh sách cao mà khiếp sợ sợ hãi. Hiện tại, hắn lặng yên mà gian nan nuốt ngụm nước miếng, cho rằng mình lúc trước vẫn xem nhẹ ngài kẻ khờ, xem nhẹ vị quyến giả kia. Đối phương không phải thánh giả, mà là thiên sứ trên đất, cùng một tầng cấp với những người mang ba tầng mũ miệng của các giáo hội chính thần lớn. Ba tầng mũ miệng ở lĩnh vực tôn giáo là chỉ giáo tông, giáo hoàng, giáo chủ các giáo hội lớn một vị quan chấp chính tử vong làm quyến giả. Ngài kẻ khờ tuy bản thân còn đang sống lại, nhưng lực lượng có thể sử dụng cũng không thiếu. Ác giác suy nghĩ sôi trào, ánh mắt lóe ra, ngắn mũi không biết nên nói cái gì. Thượng tướng ngôi sao Capella đã nhận ra hắn lặng lẽ, chủ động mở miệng nói. Anh tự như nhớ tới cái gì? Ác giác cân nhắc hai giây, hàm hồ nói. Theo tôi được biết, trong quyến giả của ngài kẻ khờ, có một vị thiên sứ tử vong. Cái này đối ứng. Capella giống như lẩm bẩm nói. Thế giới, hứa hẹn máu sinh vật thần thoại chẳng lẽ sẽ từ vị thiên sứ tử vong này? Có lẽ. Ác giác tuy cảm thấy thượng tướng ngôi sao phỏng đoán không có vấn đề, nhưng vẫn theo thói quen không đưa ra trả lời khẳng định. Capella không tiếp tục đề tài này, chuyển nói. Đêm nay 7 rưỡi đến 8 giờ, bắt đầu hành động. Nếu anh tham gia, thì cùng tôi qua đó. Rốt cuộc đã điều tra rõ ràng tình huống thờ thủ công bên kia. Ác giác âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hơi cảm thấy nghi hoặc hỏi. Vì sao là 7 rưỡi đến 8 giờ buổi tối? Cái này cũng không phải thời gian thích hợp hành động bí ẩn nhất. Một khi xuất hiện bại lộ gì, người phi phạm chính phủ có thể phát hiện rất nhanh, cùng nhanh chóng đuổi tới. Capella đẩy đẩy mắt kính dày nặng trên mũi, nụ cười hơi phức tạp hồi đáp, bởi vì đó là thời gian bữa tối của bọn họ. Mà bữa tối hôm nay của bọn họ là nắm. Cái này có liên hệ gì? Ác giác kinh nghiệm phong phú phát hiện mình thế mà nghe không hiểu ẩn chứa trong lời nói của Thượng tướng ngôi sao. Đông bi rông, trong khu rừng rậm rạp mà ẩm thấp. Cơ Linh cố ý lệch khỏi quỹ đạo con đường chính, đi tới khu vực không người, dự bị đợi lát nữa để biến ngẫu lưu đeo chủ động lấy xuống cái mặt nạ màu trắng bạc mang ở trên mặt kia cái này không chỉ bởi vì anh tò mò còn có nhân tố hiện thực là cái mặt nạ trắng bạc kia quá mức bắt mắt nếu không xử lý mặc kệ anh có ngụy trang thượng tướng địa ngục như thế nào cũng không thể không làm cho người khác chú ý biến ngẫu đại sư phức tạp lớn nhất hẳn chính là vấn đề thân phận biến ngẫu biến ngẫu càng lợi hại khi sống khẳng định càng nổi danh mang theo bên người tất nhiên tồn tại phiêu lưu bại lộ nếu không phải lúc ấy không xử lý hải tặc hoa tuy liếp đen thật ra có biện pháp làm tránh né nhất định ví dụ như để cho lưu đeo tiếp tục làm thuyền trưởng mình ngụy trang thành cấp dưới của hắn đối với người không mặc mà nói cái này rất đơn giản cơ linh cảm khái tiếp tục đi vào trong rừng xung quanh anh rất nhiều mũi nhưng không con nào đến quấy rầy anh toàn bộ đảo quanh thượng tướng địa ngục lưu đeo muốn hút máu lại không thể hút được cái gì cơ linh mang cái nhẫn lục hoa thu hút mũi kia phân phối cho bí ngẫu mới bởi vì hiệu quả của nó bị nhẫn, hoa máu, hoàn toàn bao trùm. Người thắng cuộc, Enzo đồng thời mang hai cái ý nghĩa không lớn. Mặt khác, Cơ Linh xác nhận lưu đeo tình huống đặc thù, không phải sợ mũi đốt như vậy. Lại đi một hồi, Cơ Linh nhìn như tùy tay tung tiền xu, dừng bước chân. Anh suy xét vài giây, quyết định làm một chuyện khác trước rồi mới vạch trần mặt nạ bí ngẫu mới, bởi vì ở trong quá trình đó, anh có thể xác nhận nguy hiểm che giấu khi lấy xuống cái mặt nạ đến cùng là lớn đến chừng nào. Lấy ra vật phẩm tương ứng, Cơ Linh rất nhanh bố trí nghi thức, mang máy điện báo vô tuyến kia từ phía trên sương mù xám chuyển dời đến thế giới hiện thực. Anh muốn liên lạc ma kính a -rốt. Trước khi anh rời khỏi thành phố Gulan, đã trả 350 bản từ chỗ tiểu thư ma thuật sư thu được tọa độ linh giới thành phố Caderan, cùng thu được nhắc nhở nơi đó cực kỳ nguy hiểm, cho nên tính từ hai con đường thu hoạch càng nhiều tình báo để chuẩn bị hành động săn bắn hai con đường nọ một là hỏi ma kính hai là hỏi ánh sáng đỏ ở dưới tình huống ngài a cóp một đoạn thời gian rất dài đều sẽ ngủ say cơ linh quyết định không hề do dự chủ động mở rộng nhân mạch ít nhất không thể treo cổ ở trên một thân cây nữ thần đêm tối này dù sao cũng phải tìm chút lực lượng đến cân bằng mà bảy luồng sáng linh giới tương đối thân mật chính là đối tượng tốt nhất trước mắt theo máy điện báo vô tuyến kia xuất hiện, khu rừng xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo đen tối, giống như linh giới ở trong này có giao dung cùng hiện thực. Cũng chỉ chừng 10 giây, thanh âm đát 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 vang lên, giấy trắng hư ảo phun ra. Chủ nhân siêu nhiên tối cao vĩ đại, người hầu a rốt trung thành khiêm tốn hèn mọn của ngài theo ngài triệu hồi mà đến. Nơi này tạm thời không có nguy hiểm gì, ngài cảm thấy thế nào? Thấy xưng hô tràn ngập nịnh nọt kia, cơ linh nhẹ nhàng thở ra không tiếng động rốt cuộc xác nhận liên thông là ma kính a rốt anh trước đó cực kỳ sợ hãi trên tờ giấy trắng xuất hiện nội dung như ta muốn sinh đứa nhỏ cho ngươi đương nhiên anh trước đó ở phía trên sương mù xám có bói toán trình độ nguy hiểm khi liên lạc ma kính a rốt thu được đáp án không có vấn đề gì nhưng có ví dụ dục vọng mẫu thụ thành công quấy nhiễu bói toán của anh ở trước đó rồi bản thân suy luận gợi ý lẻn vào cửa cha nít giáo đường SCT, Samuel xuất hiện sai lầm, anh thật không dám yên tâm quá mức. Quả thật. Cơ Linh rụt rè gật đầu, chuyển hỏi, ngươi có hiểu biết gì đối với thành phố Caderan linh giới? Đác đác đác, một đoạn hư giấy trắng ảo do do dự dự rời khỏi máy điện báo vô tuyến. Tôi nhìn không quá rõ ràng đối với tòa thành thị nọ, không biết tình huống cụ thể bên trong, chỉ có thể xác nhận từng có thánh giả ngã xuống ở nơi đó, cũng có thiên sứ, nhà lữ hành cùng sinh vật linh giới nào đó từng đi vào thăm dò, tương đối thuận lợi còn sống rời khỏi, nhưng đều không có thu hoạch gì quá lớn. Còn nữa, tôi biết lai lịch tòa thành thị nọ. Không đợi cơ linh truy hỏi, trong thanh âm đát đát đát, giấy trắng hư ảo học ra càng nhiều. Nó từng có tên là thành phố người chết, là thần quốc trên mặt đất của cổ thần, thủy tổ chim bất tử Grigor. Từ vị cổ thần này mở ra minh giới, thần quốc đã chuyển dời đến nơi đó, thành phố người chết dần dần trở thành thánh địa hậu duệ cùng tính chúng. Trước khi vị cổ thần Rigor này bị thần viễn cổ Thái Dương đánh bị thương nặng thoát phá, đã nhổ lên tòa thành thị này, đưa đến chỗ sâu trong linh giới, cư dân nơi đó rốt cuộc không ai đi ra. Nơi phát ra cái tên Caderon này từ vị thiên sứ gia tộc Abraham tiến vào sớm nhất, cái này ở trong ngôn ngữ người chết ý tứ là hồn linh không biết. Chương 1125 lễ phép đệ nhất, một. Luận hiểu biết đối với cổ thần, cờ linh biết cũng không ít hơn so với rất nhiều cường giả danh sách cao, dù sao sau lưng anh có một thành bạc trắng bắt đầu từ kỷ đệ nhị kéo dài đến giờ, nơi đó truyền thừa thần thoại tương ứng, lưu lại rất nhiều ảnh hưởng. Theo anh biết, thủy tổ chim bất tử Grigor chính cái gọi là tử thần viễn cổ, nhân bị tạo vật chủ thành bạc trắng, vị thần mặt trời chịu khổ vua thiên sứ phân ăn mà bị thương nặng, ở kỷ đệ nhị kết thúc thoát phá ngã xuống. Nhưng mà, ảnh hưởng vẫn chưa trôi đi như vậy, thẳng đến thời đại trước mặt, cũng vẫn có một chút dấu vết tồn tại, bởi vì, là người mở ra minh giới. Thành phố người chết, hồn linh không biết. Cổ thân. Cái này vừa nghe là rất nguy hiểm. Cơ Linh nhìn máy điện báo vô tuyến trước mặt, lâm vào trầm tư. Đác đác đác, giấy trắng hư ảo lại học ra một đoạn. Trừ bỏ cái này, những cái khác tôi đều không quá rõ ràng chủ nhân vĩ đại tôi có một đề nghị ngài muốn nghe không vấn đề này không tệ cơ linh thu hồi suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu nói nói máy điện báo vô tuyến thanh âm đác 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 trở nên nhẹ nhàng một chút trên tờ giấy trắng hư ảo rất nhanh thêm một hàng từ đơn vấn đề về caderren ngài có thể hỏi ánh sáng đỏ A.M.R cuối cùng vẫn không vòng quá được ánh sáng đỏ. Cơ Linh gật đầu biên độ rất nhỏ, chuyển hỏi. Nếu tôi mở ra mặt nạ, Thượng tướng Địa Ngục, Lưu Đeo, sẽ có nguy hiểm không? Không có. Một từ kiên quyết chắc chắc nhảy vào mi mắt Cơ Linh. Cái này tốt. Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Hôm nay đến đây thôi. Chủ nhân vĩ đại, chủ nhân sáng suốt, đợi chừng một hai phút, sẽ có ánh mắt nhìn chăm chú đến đây. Người hầu a trung thành của ngài đợi triệu hồi tiếp theo của ngài, gặp lại mấy điện báo vô tuyến tiếng đát 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 không chút chần chờ. Còn một hai phút. Sao lại không nói sớm? Cơ Linh trong lòng cả kinh, tự như thấy được đến ngược của bom hẹn giờ thời trước, vội vàng lại lợi dụng tế đàn còn chưa hủy bỏ tài liệu còn chưa thu hồi, cử hành nghi thức hiến tế, mang mấy điện báo vô tuyến kia đưa lên phía trên sương mù xám. Sau khi làm xong tất cả cái này, xác nhận xung quanh không có biến hóa gì dị thường cơ linh để cho biến ngẫu lưu đeo chủ động đi sang một bên tránh đi chính diện tháo mặt nạ màu trắng bạc trên mặt xuống hào quang thâm trầm tái nhợt chợt dâng lên nhưng không khoa trương giống như cơ linh nhìn thấy lần trước khi chiến đấu cùng lưu đeo chỉ bao trùm một khu vực rất nhỏ giống như ngọn nến sắp tàn. cùng lúc đó khu rừng phụ cận bởi máy điện báo vô tuyến bị đưa về phía trên sương mù xám mà cảm giác âm u lạnh lẽo đen tối đã biến mất lần nữa xuất hiện, hơn nữa thêm chút ý tứ khủng bố đánh thẳng tâm linh lại miêu tả không rõ. Điều này làm cho cơ linh liên tưởng đến Nghĩa Trang, liên tưởng đến minh giới trong truyền thuyết. Chờ vài giây, thấy không có gì thường gì bùng nổ thêm vào, anh để cho một biến ngẫu khác, người thắng cuộc, Enzo, vòng tới phía trước, thượng tướng địa ngục, Ludell. Cẩn thận quan sát gương mặt trường kỳ bị che giấu nọ. Gương mặt này khuyết thiếu máu thịt, làn da dính sát ở trên xương cốt lại không có một chút màu sắc, trong suốt giống như thủy tinh. Dưới thủy tinh, từng cái bóng trong suốt khó có thể mô tả đang chảy xuôi rất nhanh, khi thì kết hợp cùng đầu lâu, khi thì lui vào khe hở, hiện ra ở trên răng. Đổi là một hai tháng trước đó, Cơ Linh khẳng định sẽ bị bộ dáng của Thượng tướng Địa ngục làm sợ tới mức chết khiếp, nhưng hiện tại anh đã kiến thức qua nhiều người mất khống chế hình thù kỳ quái dị biến thể căn bản sẽ không bị diện mạo trình độ này làm lay động tâm linh lại nghiên cứu một phen cơ linh hoàn toàn biết rõ ràng trạng thái của lưu đeo cái này đều nguyên từ đặc thù bản thân người trong cửa đến danh sách năm sau khi trở thành người trong cửa người phi phạm có thể lấy thân thể làm lòng giam vì chỉ thuộc về minh giới cất chứa số lượng hồn thể người chết cùng linh hồn tự nhiên nhất định mượn này thu được các loại năng lực độc đáo có được trợ giúp mạnh mẽ không cần đi đến nơi nào đều phải mang theo một đám đại quân vong linh cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác cái này ở trong rất nhiều truyền thuyết dân gian diễn hóa ra câu chuyện kiểu linh hồn sau lưng một tầng ý tứ khác của người trong cửa cũng là tầng ý tứ xa xưa nhất chính là trông coi minh giới trong cơ thể không cho linh hồn cất chứa đào thoát cũng có thể lợi dụng chúng cái này cũng có một cánh cửa lớn hư ảo làm tượng trưng mà sau khi viễn cổ tử thần thủy tổ chim bất tử Grigor mở ra minh giới tương đương mang chút ít quyền lực lĩnh vực tử thần giao cho toàn bộ người trong cửa để cho toàn bộ người phi phạm danh sách này thu được tăng lên thực lực trình độ nhất định thượng tướng địa ngục lưu đeo sở dĩ thủy chung mang cái mặt nạ kia là vì hắn cất chứa một sinh vật minh giới mạnh mẽ sinh vật này một mặt bị hắn lợi dụng một mặt khác ăn mòn ngược thân thể của hắn, mang hắn chuyển biến thành tồn tại bán vong linh bán nhân loại, đồng thời, sinh vật này thủy chung theo bản năng kết nối với minh giới, ý đồ mở ra cửa lớn, trở về nơi đó. Cái này kết hợp năng lực cùng quyền lực của bản thân, người trong cửa, cùng với những tử thần tăng phúc, để cho thượng tướng địa ngục, lưu đeo có thể phóng đại cửa minh giới, trực tiếp khống chế tàu hoa tuy lít đen tiến vào. Bán vong linh bán nhân loại khó trách lưu đeo dám vào minh giới, người sống chân chính là không có cách nào sinh tồn ở nơi đó cho dù là một giây. Ừm, sinh vật minh giới kia mang đến cho thân thể hắn bộ phận đặc thù vong hồn hóa, có thể cách không rút ra linh thể người khác, mình lúc trước có gặp qua. Cơ linh hơi giật mình để cho thượng tướng địa ngục lần nữa mang lên cái mặt nạ màu trắng bạc kia. Cái mặt nạ này tác dụng là an hồn, để cho sinh vật minh giới trong cơ thể lưu đeo đại bộ phận thời điểm đều ở trong trạng thái có vẻ bình tĩnh làm rõ nghi hoặc cơ linh lại đưa lực chú ý thả lại tế đàn anh muốn thử liên lạc bảy luồng sáng linh giới ở phương diện này có nghi thức mật khế đặc thù cùng nghi thức thông linh đối ứng có thể lựa chọn cơ linh trải qua suy xét lựa chọn loại sau bởi vì trong nghi thức mật khế bản thân anh buông ra tâm cùng linh cùng tiếp xúc với tồn tại nào đó từ đó thu được tri thức lực lượng, trợ giúp hoặc thể nghiệm tinh thần nhất định. Cái này sẽ làm cho tư tưởng cùng bí mật của bản thân anh cũng mở ra đối với tồn tại kia. Mà nghi thức thông linh, có hai loại trực tiếp câu thông cùng thỉnh cầu đối phương hàng linh, bởi vì bảy luồng sáng linh giới cấp bậc cực cao, cơ linh cũng không có cách nào cam đoan đối phương nhất định sẽ theo nghi thức mà đáp lại yêu cầu, cho nên, anh tuy muốn cách không thông linh, đối thoại, nhưng chuẩn bị thêm vào hàng linh, để thể hiện thành ý. Điểm hỏa ba ngọn nến nhỏ vào dung dịch tinh dầu bạc hà, cơ linh cố ý xuất ra một người giấy, đặt nó ở trên tế đàn, làm vật dẫn hàng linh, nếu không có sự vật cùng loại, khẩn cầu mục tiêu hàng linh ở trên người anh, tự như lúc trước Danis mời trung tướng núi băng Edwina hàng linh vậy, cái này cũng chia làm hai loại tình huống, một là người bị phụ thân hoàn toàn mất đi tri giác, từ tồn tại đối ứng khống chế, trả lời vấn đề người khác, hay là người bị phụ thân bảo trì thanh tĩnh, có thể nắm trong tay bộ vị nào đó của thân thể, từ đó tiến hành vấn đáp cùng người hàng linh. Ví dụ đơn giản nhất chính là, một bên có thể dùng miệng nói, một bên thao túng tay viết. Chương 1126, Lễ Phép Đệ Nhất, hai Cơ Linh rất nhanh hoàn thành bộ phận trước của nghi thức, lui ra phía sau một bước, hé miệng, dùng tiếng hêm cổ thì thầm. Ta Ta lấy danh nghĩa của ta khẩn cầu. Ta khẩn cầu câu thông cùng ánh sáng linh giới vĩnh viễn không tắt hóa thần tri thức vô tận, màu đỏ của quyền lực cùng ý chí. Nghi thức thông linh này khác nhau lớn nhất với bình thường là không thể khẩn cầu về phía thần linh, vô luận, nữ thần đêm tối hay là thần tri thức cùng trí tuệ, tôn danh đều không thể ra trong nghi thức hiện tại nếu không tất nhiên sẽ thất bại. Từ góc độ thần bí học mà nói, cái này ý nghĩa bảy luồng sáng linh giới không về phụ thuộc cũng không phụng dưỡng một vị thần linh nào theo một nhóm từ có thể câu thông linh hồn tự nhiên được nói ra cơ linh thấy ba ánh nến đồng thời bành trướng tiếng lách tách rất nhỏ nối thành một mảng giống như mở ra một cánh cửa ánh sáng xung quanh tế đàn bóng tối đột nhiên trở nên yên tĩnh những đôi mắt không hiểu từ những nơi khác nhau nhất tề nhìn lại đây gió lạnh thổi mạnh qua trừ bỏ ba ngọn nến toàn bộ vật phẩm trên tế đàn đều bay tới giữa không trung trong đó người giấy lắc lắc đứng thẳng lên mặt ngoài nhiễm lên màu đỏ nồng đậm nhưng trong vắt tuyệt không đẫm máu ngài khỏe cơ linh vừa hồi tưởng bộ phận tương quan nói về bảy luồng sáng linh giới ở trong bộ sách thần bí học vừa dựa theo hình thức chính xác được tổng kết ra mở miệng nói anh biểu hiện tự như đang đối mặt với một người thầy người giấy màu đỏ nọ đầu khẽ động phát ra giọng nói hư ảo nhưng uy nghiêm ngài khỏe thật lễ phép mà quả nhiên Thông linh biến thành hàng linh, hoàn hảo có chuẩn bị trước. Cơ Linh trong đầu các loại ý niệm lóe qua, thành khẩn mà tôn kính nói: "Ngài Aeomer, tôi có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài." "Ngài có thể trực tiếp xưng hô tôi là Aeomer, mời nói." Người giấy lơ lửng ở giữa không trung tựa như càng lễ phép hơn so với Cơ Linh. "Tôi muốn biết tình báo tương quan của thành phố Kaderr." Cơ Linh không có thay đổi thái độ của mình, dù sao cũng có một câu tục ngữ là Lễ nhiều người không trách người giấy màu đỏ gần như trong suốt trầm ngâm hai giây rồi nói tôi có thể biết mục đích của ngài không? Cơ linh không có giấu giếm thẳng nhiên nói săn bắn kẻ cướp đoạt linh giới người giấy đầu khẽ nhúc nhích nói cái này quả thật chỉ có dễ dàng tìm được ở thành phố Rần, ở nơi khác kẻ cướp đoạt linh giới tự như một giọt nước tiến vào biển lớn cực kỳ khó có thể phân biệt ngay cả tôi cũng chỉ có thể ngẫu nhiên phát hiện không thể tập trung thời gian dài. Bộ phận bọn họ sinh hoạt ở khu vực trung tâm thành phố Caderan, số ít trải ở tầng ngoài, chỉ cần ngại không thử xâm nhập, thật ra cũng không có nguy hiểm quá lớn. Đáng tiếc, nơi đó có đặc thù nào đó ngăn cản bảy luồng sáng chúng tôi tiến vào, nếu không chúng tôi còn có thể cung cấp trợ giúp thực chất nhất định. Đó từng là thần quốc của cổ thần Rigor. Cơ Linh hơi an tâm, làm xác nhận vấn đề. Người giấy màu đỏ nói, Đúng vậy, tử thần viễn cổ hy vọng mượn dùng tòa thành phố người chết này để sống lại, nhưng hoàn toàn thất bại, quyền lực bị vị tử thần Biron kia chiếm cứ. Bất quá, cái này cũng làm cho thành phố Caderan trở nên càng thêm nguy hiểm, bởi vì bố trí mà cổ thần lưu lại sau khi thất bại đã xảy ra dị biến, cụ thể biến thành bộ dáng gì, tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Như vậy à. Cơ linh hơi gật đầu không thể nhận ra, lại từ phương diện khác nhau đưa ra nhiều vấn đề đều được trả lời tương đối hài lòng. Bay am, bên ngoài một căn nhà vị trí gần cảng. Ác cùng thượng tướng ngôi sao Capella đang kiên nhẫn đợi người ở bên trong dùng bữa tối. Nhìn ánh sáng đèn tường khí gas chiếu ra từ cửa sổ lồi, ác đội mũ trùm mang mặt nạ đang muốn mở miệng hỏi chi tiết hành động, bỗng nhiên thấy một cái bóng từ trong bóng tối nồng đậm bên cạnh lướt ra, hóa thành một người nam trẻ tuổi ốm yếu cao gầy tái nhật. Người vô huyết, hít đôi. Ác nhanh chóng nhận ra đây là phó thứ hai, tàu tương lai. Hít không có nhìn hắn, trực tiếp nói với Thượng tướng ngôi sao Capella. Thuyền trưởng, bọn họ không có phát hiện gì thường, màn nấm này làm thành súp kem, cùng chuẩn bị lấy thịt cá nướng làm món chính đêm nay. Tốt lắm. Capella tháo xuống cái mắt kính trầm trọng trên mũi, dùng đôi mắt hiện ra màu tím thần bí nhìn về phía vị trí nhà ăn có vách tường cách trở. Hít đôi không có nhiều lời, bóng dáng nháy mắt ám hóa, trở về trong bóng đen, không biết lẻn đến nơi nào. Nghe xong hai người đối thoại, kết hợp nội dung cô gái, ẩn giả, nói trước đó, người treo ngược, ác dết đại khái có chút rõ ràng yếu tố trung tâm hành động đêm nay là cái gì? Cây nấm Nấm độc Tuy không biết, thượng tướng ngôi sao đến cùng dùng biện pháp gì để cho linh tính trực giác người phi phạm bên trong mất đi hiệu lực, không thể phân biệt ra cây nấm bình thường cùng cây nấm kịch độc, nhưng ác chết tin tưởng, ở trong thần bí học, cái này không phải không có khả năng. Hắn chần chờ mở miệng nói, cái này sẽ không làm cho thợ thủ công sáp tử vong chứ? Thợ thủ công hoang dại là sự vật tương đương quý hiếm, ác chết cũng không hy vọng ở dưới tình huống còn có đường sống quay về, mất đi một người bạn như vậy, đối với hắn mà nói, phương án lý tưởng nhất là nhốt người này lại, để cho hắn trở thành thợ thủ công chỉ thuộc về mình cùng ẩn giả sẽ không. Capella bình tĩnh lắc lắc đầu, thuần miệng giải thích, vô luận là tình báo anh cho, hay là chi tiết thuyền viên của tôi quan sát được, đều có nhắc tới một điểm, sáp không thích ăn cá, thậm chí cực kỳ chán ghét, cái này khả năng có liên quan với hắn khi nhỏ đã bị xương cá chẹn ít hầu. Đúng là căn cứ vào chuyện này, Capella cuối cùng lựa chọn chiến thuật cây nấm, cái này có thể hữu hiệu tan rã sinh lực kẻ địch, để cho phiêu lưu có thể thừa nhận hạ đến thấp nhất cái loại cây nấm có thể cắn nuốt máu thịt ở trong hoàn cảnh bóng tối để sinh sôi nảy nở này ngay từ đầu đã bị thượng tướng ngôi sao bài trừ bởi vì nó có thể làm cho người phi phạm linh cảm sâu sắc trực tiếp nhận thấy được dị thường tựa như đối mặt sự vật kịch độc vậy mặt khác người phi phạm tín ngưỡng ánh trăng nguyên thủy đại khái đối với thảo dược thực vật quả thực có hiểu biết khá là sâu chỉ dựa vào mắt nhìn hẳn có thể phân biệt ra cây nấm có tính nguy hiểm nếu muốn giấu giếm được bọn họ chỉ có bản thân thực phẩm vô hại, thông qua tiếp xúc sự vật khác phát sinh biến dị, mới có thể làm được. Điểm này, loại cây nấm mà Frank sáng tạo ra trước đó vừa lúc thích hợp. Nếu không có hai điều kiện thịt cá cùng nước, loại nấm này chính là nấm bình thường, vừa không độc chết người, cũng sẽ không gây nên tiêu chảy, sẽ tiêu hóa từng chút một, phân giải ra thành phần khác nhau, cuối cùng đến một bước bài tiết ra bên ngoài cơ thể này, thì có thịt cá cùng nước, cũng vô dụng. Vì thế, Capella cố ý để cho Frank tạm thời bỏ qua thực nghiệm kia, làm ra một đám cây nấm, cùng hứa hẹn tương lai mang hắn đi săn giết một giáo chủ trâu sờ hội cực quan. Chán ghét ăn cá. Ác dét nói nhỏ ra tiếng, cảm thấy mình lại lần nữa không theo kịp ý nghĩ của ẩn giả. Hắn rõ ràng hỏi là nấm độc sẽ làm cho thờ thủ công sắp tử vong hay không, kết quả đối phương trả lời lại là thờ thủ công sẽ không chết bởi vì không thích ăn cá, thậm chí cực kỳ chán ghét. Chương 1127, nắm cùng cá. Cái này có liên hệ gì sao? Ác dết ở trong lòng nghi hoặc tự nói, không có mở miệng hỏi. Hắn bảo trì lặng lẽ, quyết định đợi lát nữa quan sát nhiều hơn. Qua một hồi, trong căn nhà kia đột nhiên có tiếng kêu sợ hãi truyền ra, cùng với từng tiếng rên rỉ, nôn mửa. Hành động Capella ra mệnh lệnh cực kỳ ngắn gọn. Bóng dáng của cô ta nháy mắt trong suốt, tự như biến thành pho tượng từ vô số tinh quang tụ hợp thành. Pho tượng nọ thoát phá một chút, ánh sao lấp lánh bắt đầu khởi động, chợt ùa tới cửa căn nhà, chui vào từ khe hở. Mảng ánh sáng sau kia tụ lại ở bên trong, bóng dáng Capella hiện ra. Sau đó, cô nghe thấy được tiếng gió ô cùng tiếng va chạm phành phành. Khung cửa lay động, cửa phòng mở ra, người treo ngược ác giết đội mũ trùm mang mặt nạ không chậm hơn thượng tướng ngôi sao bao nhiêu tiếng vào kiến trúc mục tiêu. Ánh mắt hắn đảo qua, nhanh chóng mang tình huống trong nhà ăn thu vào mắt. Thợ thủ công sáp vẽ mặt hoảng sợ rút lui, rời xa bàn dài. Trên đất nằm úp sắp hai nam một nữ, đang không ngừng mà nôn mửa ra nắm, chỗ ngực bụng bọn họ, quần áo đã rách ra, mọc ra từng cây nắm. Nhận thấy có người tiến vào, những người này theo bản năng ngẩng đầu, trên mặt đã lộ ra những sợi nấm màu trắng, từng bó một. Da mặt bị mặt nạ che khuất của ác giác không tự chủ được co rút lại. Tuy hắn kinh nghiệm phong phú, kiến thức uyên bác, không phải loại người phi phạm chưa thấy qua cảnh tượng khủng bố, nhưng hình ảnh như vậy vẫn mang đến cho hắn đánh sâu vào thị giác cùng tâm linh mãnh liệt. Thượng tướng ngôi sao Capella đã có đoán trước, lại không nghĩ tới sẽ kinh sợ như thế, ngẩn ra một chút mới dùng tay phải đưa lên miệng, huyết lên tiếng sáo. Một đoạn dây thường hư ảo mọc ra từ trên đất, giống như rắn mang ba tín đồ ánh trăng nguyên thủy kia trói. Chặt lại. Có biện pháp ngừng lại không? Capella nghiêng đầu nói với bóng đen trong góc. Sau một hồi lặng lẽ, thanh âm hít đôi truyền ra từ nơi đó. Frank nói hắn còn chưa có thực nghiệm ra biện pháp ngừng lại, chỉ có thể hỏa tán. Hỏa tán. Capella chân mày khẽ nhúc nhích, lúc này từ trong túi ngầm lấy ra nắm bột phấn, Tùng qua đó. Bột phấn này tự như có sinh mệnh lực của bản thân, chuẩn xác rơi ở trên người ba tín đồ ánh trăng nguyên thủy cùng cây nấm. Trong im lặng, ánh lửa đỏ đậm bốc lên, lặng lặng thiêu đốt toàn bộ sự vật chúng tiếp xúc. Thợ thủ công sáp từ lúc thấy dị biến đã sợ tới mức ngay dại, sau khi có người xâm nhập, vốn định dựa vào một thân vật phẩm thần kỳ phản kháng, nhưng rất nhanh đã nhận ra người tới là Thượng tướng ngôi sao Capella, vì thế, lý trí bỏ qua, quyết đoán đứng thẳng chờ đợi. Hắn tự hỏi mình vẫn có giá trị lợi dụng khá cao, mặc kệ đến nơi nào, cũng sẽ không bị trực tiếp giết. Hơn nữa, thượng tướng ngôi sao luôn luôn không có ác danh gì. Tình huống kém cỏi nhất cũng chính là gia nhập vào đoàn hải tặc. Hơn nữa, vì thượng tướng hải tặc này bản thân càng xinh đẹp hơn so với bức họa trên lệnh truy nã thượng, khí chất hoàn toàn không giống. Sắp kéo xuống vòng cổ nanh sói, gượng ra nụ cười lấy lòng, cùng đợi người xâm nhập nói ra mục đích. Capella liếc mắt nhìn hắn một cái, quan sát kỹ diện mạo của hắn, chỉ có thể xác định là người Intis điển hình, không thấy ra chỗ nào có vẻ giống nữ vương. Vị tướng quân hải tặc này cân nhắc mở miệng nói: "Tôi vốn thông qua một người bạn giới thiệu, muốn tìm anh chế tác vật phẩm thần kỳ, kết quả phát hiện anh đang đi cùng tín đồ ánh trăng nguyên thủy." Ba người bọn họ thực lực cũng không mạnh, căn bản không hạn chế được anh vì sao anh phải ở lại chỗ này một trong mục tiêu chủ yếu của capella trong lần hành động này thật ra chính là bản thân thợ thủ công bởi vì vừa không thể giết chết hắn vừa phải khống chế được hắn hơn nữa hắn còn có rất nhiều vật phẩm thần kỳ phối hợp thỏa đáng tuyệt đối được xem là một cường địch kết quả không nghĩ tới sự việc tiến triển thuận lợi như thế sáp cười xấu hổ nói bọn họ sớm nhất có cường giả ở bay am hơn nữa thông qua hương vị cùng bột phấn hoa nào đó làm cho tôi nhiễm bệnh tật kỳ quái, trở nên có vẻ suy yếu. Capella tùy ý đánh giá nói. Anh hiện tại đã khôi phục khỏe mạnh, vì sao không tìm cơ hội chạy trốn? Ác giết ở bên cạnh lặng lặng nhìn, không có mở miệng, miễn cho bị giọng nói bán đứng. Thợ thủ công sáp cười gượng hai tiếng rồi nói. Trong khoảng thời gian bị bọn họ khống chế, bọn họ nói cho tôi biết, chỉ cần tín ngưỡng ánh trăng nguyên thủy, có thể thông qua nghi thức nhất định, trị liệu khỏi chứng bệnh của tôi, tôi không chống lại được dụ hoặc, thử một chút, kết quả thật sự thành công, tôi lại tìm về cảm giác làm đàn ông. Nói tới đây, hắn im bặt, phát giác đã nói nhiều, bại lộ ra bệnh không tiện nói. Đây là quá mức phóng túng ở phương diện phụ nữ, dần dần mất đi năng lực. Ác giác âm thầm A một tiếng. Sắp ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, thấy không ai cười nhạo ra tiếng, thì ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói đó không phải dựa vào dược vật là thật khôi phục đến trạng thái thời điểm trẻ tuổi sau đó tôi có hai lần mơ thấy ánh trăng nhìn qua thực đẫm máu lại thực mê người tôi nghĩ tôi cũng nên thành tín đồ ánh trăng nguyên thủy cho nên tôi không dám chạy trốn capella cùng ác giác không tiếng động dùng ánh mắt trao đổi một chút đồng thời ở trong lòng phán tử hình cho thờ thủ công một người chỉ cần thật sự tín ngưỡng tà thần ác ma hoặc tồn tại bí ẩn nào đó Trừ khi nguyện ý tiếp tục như vậy, từ từ nên cùng nhiệt, nếu không cho dù có đổi ý, được thế lực chính phủ bảo hộ, thời gian lâu không ra vấn đề, vài năm sau cũng có khả năng đang ngủ tự bóp chết chính mình trong im lặng. Cái này hầu như không thể cứu, trừ khi có tư cách thu được giáo hoàng các giáo hội lớn tầng cấp thiên sứ trên đất này chúc phúc, hoặc là nhận vật phong ấn nào đó cách ly, vĩnh cửu sống ở trong lòng đất. Đương nhiên, dưới tình huống cùng loại, không làm cái gì ả vẫn sống đến lớn tuổi tử vong bình thường cũng không ít nhưng đại bộ phận này đều là người thường thuộc về đối tượng dễ dàng bị nhóm tà thần ác ma tồn tại bí ẩn bỏ qua mà sáp là một thờ thủ công rất hữu dụng capella không hề đề cập đến chuyện tín đồ ánh trăng nguyên thủy đối với cô mà nói thờ thủ công tín ngưỡng tà thần hay không cũng không phải một vấn đề quá lớn chỉ cần có thể câu thông đạt thành giao dịch không thường thường điên cu là có thể hợp tác chuyện khác không phải một hải tặc cần lo lắng. cô chuyển nói, anh hiện tại có vật phẩm thần kỳ nào? tôi chọn lựa bộ phận, lưu vài món cho anh. đối với phát triển như vậy, thờ thủ công sắp tuyệt không ngoài ý muốn. đối phương là hải tặc, không phải cảnh sát, thuận tay cướp một chút cũng là không thể bình thường hơn. có thể lưu vài món cho hắn, hắn đã cảm thấy mình nên nói lời cảm tạ thành khẩn. thật ra lấy tầng cấp cùng vật phẩm của hắn liều một chút có lẽ thật có thể chạy trốn thành công nhưng hắn không có dũng khí này tốt sắp trước từ chỗ túi trước ngực lấy ra một bộ mắt kính xám trắng mắt kính thạch tượng quỷ chỉ cần xuất hiện chạm tới ánh mắt có thể làm cho đối phương cả người tê liệt như là bị hóa đá vậy ảnh hưởng xấu có hai cái một là nếu mang nó soi gương sẽ làm bản thân cũng tê liệt hai là thân thể trở nên trầm trọng hành động không đủ nhanh nhẹn cái này không phải là vật phẩm tôi đặt trước đó sao? Thì ra đã chế tác thành công. Ác nhìn, thờ thủ công, ánh mắt nhìn không được mị mị. Chương 1128, Di Chứng, một Sáp không nhận thấy được ánh mắt ác biến hóa, lại chỉ chỉ một tín đồ ánh trăng nguyên thủy đang bị hỏa tán, nói. Cây ba tông của hắn cũng là lấy đi từ chỗ tôi, gọi là hải ngôn, có thể phóng thích tia chớp đối với mục tiêu được nhắm vào, thời điểm vung đánh sẽ phụ gia đau gió, trừ bỏ cái này, nó còn có thể chế tạo bóng nước cỡ lớn cùng nước mưa có tính ăn mòn, để cho người nắm giữ không hề sợ hãi áp lực biển sâu, có thể tự do hấp thu dưỡng khí từ trong nước, đồng thời, nó còn có thể làm ma trượng, dẫn người phi hành. Hiệu quả xấu có ba cái, một là nó thích ca sướng, cách mỗi sáu giờ, tất nhiên sẽ hát vang một khúc, sinh ra ảnh hưởng chẳng phân biệt địch ta, bởi lựa chọn ca khúc phong cách khác nhau mà khác nhau có khi làm cho người ta trầm mê thất thần, có khi rung động tâm linh, có khi dẫn phát bực bội hạ xuống lý trí. Đương nhiên, cho dù không tới 6 giờ, chỉ cần người cầm muốn, nó cũng rất thích ý ca sướng. Thứ hai, từ lời nói vừa rồi của tôi cũng có thể nhìn ra, nó có đặc tính còn sống nhất định, hơn nữa thuộc về loại tính cách khá là kém, thích thừa dịp người nắm giữ không chú ý, gạt chân hắn, quất hắn, kéo hắn ngã cầu thang. Ba là, nó sẽ làm cho người nắm giữ dễ bị sét đánh, cho nên, ở thời tiết giông tố, hoặc là không ra ngoài, hoặc là không mang theo nó. Đây là vật phong ấn làm ra từ phần đặc tính phi phạm hải dương ca giả của Herman Sparrow, nếu bị ông ta biết, cậu đã sớm làm rồi, lại tùy ý để tín đồ ánh trăng nguyên thủy, lấy đi, vậy cậu khẳng định sẽ bị bán cho người cần, với hình thức đặc tính phi phạm. Ác nhìn về phụ cận bàn ăn, thấy một cây ba tông kim loại màu đen sậm được khảm màu trắng bạc. Ở trong nhận thức của hắn, vô luận ảnh hưởng xấu khác nghiêm trọng hay không, vật phẩm thần kỳ có đặc tính còn sống đều tính là vật phong ấn, bởi vì cái này bản thân nó ý nghĩa nguy hiểm khó có thể đoán trước. Thấy thượng tướng ngôi sao Capella cùng đồng bọn của cô ta không nói có thể chấm dứt, sắp đành phải vẽ mặt đau khổ, tiếp tục lấy ra vật phẩm thần kỳ. Thanh đoạn đau này gọi là giao kịch độc, Nghe tên đã biết hiệu quả, không cần tôi miêu tả thêm chứ. Ai, nó có thể phụ gia kịch độc bất kỳ cho mỗi một lần thương tổn, về phần là cái gì, thuần túy xem vận may. Ảnh hưởng xấu của nó không lớn, chỉ làm cho mất đi hiệu lực chữa bệnh, tích lũy cảm giác say rượu. Sắp lại liên tục giới thiệu vài món vật phẩm thần kỳ, rốt cuộc nghe thấy thượng tướng ngôi sao Capella mở miệng nói. Tốt lắm, còn lại sẽ để lại cho anh. Hô coi như không tệ, để lại cho mình ba món. Sáp không chỉ không có oán hận, ngược lại từ đấy lòng cảm thấy thượng tướng ngôi sao thật sự là một người tốt, tự như có bệnh nào đó về phương diện tâm lý. Capella lập tức nghiêng đầu nhìn về phía người treo ngược. Anh chọn trước. Cô biết thế giới Herman Sparrow có vật phẩm thần kỳ chế tác ở chỗ thợ thủ công, cho nên để cho người treo ngược lấy đồ của nhà mạo hiểm điên cuồng kia ra trước. Ác giác gật gật đầu, cầm ba tông hải ngôn cùng mắt kính thạch tượng quỷ qua sau đó ý bảo còn lại đều là chiến lợi phẩm capella ngẫm nghĩ nói anh lại chọn một món còn lại về tôi cô đối với vật phẩm thần kỳ còn lại cũng không cảm thấy quá hứng thú bởi vì bản thân cô còn có hai vật phẩm tương đương mạnh đủ để xứng với thân phận sau đó lục tục thu được cúc áo pháp quan cùng cân bằng may mắn các phương diện cũng không tồn tại điểm yếu dưới loại tình huống này suy xét đến hiệu quả xấu chồng chất, không là loại hình cực kỳ hữu dụng cực kỳ đặc thù, cô cũng không liếc mắt nhìn thêm một cái hoặc là đưa ra thay đổi. Đương nhiên, là một vị tướng quân hải tặc, cô thế nào cũng sẽ không ngại vật phẩm thần kỳ nhiều, dù sao một bộ phận sẽ được giao hồi khổ tu mo, bộ phận sẽ được thưởng cho thuyền viên thủ hạ. Ác dết lặng lẽ một lát, xuất phát từ vật phẩm đã có cùng năng lực phi phạm bản thân, tuyển chọn thanh, giao kịch độc kia thượng tướng ngôi sao capella lập tức gọi người vô huyết hít để cho hắn mang vật phẩm thần kỳ mà thợ thủ công sắp đặt ở trên đất cùng những thứ mà mấy tín đồ ánh trăng nguyên thủy lưu lại dời hết ra khỏi căn nhà sau đó cô lại lần nữa nhìn về phía thợ thủ công kia đôi mắt nhiễm một chút tím sậm chiếu ra bóng dáng đối phương tín đồ ánh trăng nguyên thủy vì sao phải khống chế anh Sáp ánh mắt lóe lên một chút rồi nói cái này không phải là chuyện rất đơn giản rất trực quan sao? Để cho tôi chế tác vật phẩm thần kỳ cho bọn họ. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên bị ánh mắt màu tím đang hờ hững nhìn mình làm cho tim thót lên một cái, vội lại bổ sung. Bọn họ tự như còn có kế hoạch gì đó cần thờ thủ công thiệp trợ, cụ thể là cái gì, bởi vì còn chưa bắt đầu, tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Capella giống như đang suy tư thu hồi ánh mắt, tầm mắt trao đổi cùng người treo ngực một cái đồng thời gật đầu bọn họ quyết định hôm nay không đưa thợ thủ công đi để cho hắn ở tại chỗ này xem đến tiếp sau sẽ phát sinh chuyện gì nói cách khác bọn họ hy vọng thông qua theo dõi thợ thủ công biết rõ ràng tín đồ ánh trăng nguyên thủy này đến cùng có kế hoạch gì thật ra đối với ẩn giả cùng người treo ngược mà nói tín đồ ánh trăng nguyên thủy đang mưu tính cái gì cũng không phải là chuyện bọn họ quá quan tâm chỉ là một người có thể mượn cái này trao đổi với nữ vương thần bí, để cung cấp tham khảo cho người này đưa ra quyết sách nào đó ở thế giới siêu phàm. Một người có thể lấy cái này để đổi thành phương diện cống hiến của giáo hội, cho nên mới nháy mắt đạt thành nhất trí, chuẩn bị xâm nhập điều tra. Đương nhiên, người treo ngực ác dết luôn luôn thờ phụng một tư tưởng. Nắm giữ tình báo càng nhiều, càng có thể giành được ưu việt ở trong các loại sự kiện. Sau im lặng ngắn ngủi, Capella giọng điệu không có biến hóa gì nói với thờ thủ công sát. Anh đã là tín đồ ánh trăng nguyên thủy, vậy đưa anh đi không có ưu việc gì đối với tôi. Sáp liên tục gật đầu, tỏ vẻ ngài nói rất đúng. Capella hơi tạm dừng, giọng điệu chợt chuyển. Bất quá, tôi hy vọng có thể thành lập quan hệ hợp tác lâu dài với anh, cho nên tôi muốn lấy mấy giọt máu của anh, cái này có thể hỗ trợ tôi tìm được anh bất cứ lúc nào sáp gương mặt nhất thời tràn ngập đau khổ miệng mấp mấy vài cái lại nói không nên lời cự tuyệt hô hắn thở hắt ra nói tốt nói xong hắn cầm lấy dao rọc giấy ở bên cạnh cắt một đường ở trên cánh tay mấy giọt máu liền thấm ra capella lập tức nâng cánh tay phải lên bàn tay nhẹ nhàng hất lên trên một cái để cho mấy giọt máu kia trôi nổi lên chủ động bay về phía cô quan sát máu ở bàn tay Vị tướng quân hải tặc này đột nhiên lại mở miệng nói. Họ của anh là gì? Dung. Sáp hồi đáp như phản xạ có điều kiện. Capella không nói gì, xoay người, đi ra cửa lớn, người treo ngược, ác dét theo sát sau. Trong căn nhà rất nhanh đã trở nên yên tĩnh, thợ thủ công sáp tìm cái sofa ngồi xuống, hồi lâu không có động tĩnh, giống như còn đắm chìm ở trong chuyện vừa rồi khó có thể hoàn hồn. Gần 10 phút trôi qua, Hắn bỗng nhiên ngồi thẳng lên, từ trong túi áo bên sườn lấy ra một pho tượng hình người loại nhỏ. Chương 1129, di chứng 2. Pho tượng này chỉnh thể màu đồng thau, bộ mặt trống rỗng, có vết máu chậm rãi chảy ra từ bên trong, lưu ở bên ngoài. Sáp vội vàng lấy khăn tay lau khô khuôn mặt pho tượng, sau đó thở ra một hơi thật dài, khóe miệng nhếch lên, lẩm bẩm không tiếng động. Hoàn hảo mình có con rối vận mệnh này. Hừ tao cũng muốn xem, chúng mày làm thế nào thông qua mấy giọt máu kia tìm được tao. Cũng đừng nghĩ nguyền rủa tao. Khu dân nghèo bay am, trên một con đường không có đèn đường. Ác giác mang mặt nạ đội mũ trùng nhìn ẩn giả bên cạnh, giọng nghẹn ngẹn nói. Sắp sau khi chạy khỏi giáo hội hơi nước, vẫn sống thực an ổn đến hiện tại, cái này thuyết minh hắn không phải một tên ngu xuẩn, hắn có thể đơn giản thoải mái như vậy, không làm một chút phản kháng đã đưa máu cho cô, hẳn là có biện pháp tránh né truy tung tương ứng. Hơn nữa, hắn cũng không đề cập nguyên nhân vì sao lại bị tín đồ ánh trăng nguyên thủy tìm thấy. Bình thường mà nói, các tín đồ này khẳng định sẽ truy tra ngược nơi phát ra đặc tính phi phạm người sói, nhưng thợ thủ công sáp lần trước cũng không nhắc nhở ác chết. Capella vừa lấy cái mắt kính trầm trọng ra, mang nó lên trên mũi, vừa giọng điệu không có biến hóa gì nói. Cái này không phải dùng để truy tung. Ác Giết có chút suy nghĩ gật gật đầu, đưa ra cáo từ, vòng về một ngõ nhỏ yên lặng trong bóng tối khác. Hắn một đường vòng mấy vòng, tìm cơ hội giải trừ ngụy trang, sau đó rời khỏi Bay Am, tới cảng tư nhân quân phản kháng, đi lên kẻ báo thù U Lam. Đám thủy thủ của hắn đã ở nhiều ngày trước tiêu xài hết tinh lực cùng tiền tài tích lũy được, lúc này đang thành thành thật thật đợi ở trên thuyền, chờ rời bến. Thấy hắn trở về, một thủy thủ trong đó vội vàng đứng lên, cười hỏi. Thuyền trưởng, dùng qua bữa tối chưa? Còn chưa, đơn giản chuẩn bị một chút cho tôi. Ác ghét vì hành động, còn chưa kịp lắp đầy bụng. Tên thủy thủ kim chức đầu bếp kia lúc này đáp lại. Tốt, chúng ta hôm nay có nắm tươi mới hái trong rừng, dùng bơ xào lên cho ngài được không? Ác ghét da mặt co rút một chút rất nhỏ, vẻ mặt bình thường lắc lắc đầu. Chiên một miếng thịt bò là được rồi, năm phần, ừm, 7 phần 9. Đồng bi rông, rìa khu rừng. Cơ Linh dẫn theo hai bí ngẫu không có nóng lòng đi ra ngoài, tiến vào thành thị, tính trước tìm chút nguyên liệu, làm ngụy trang cho mặt nạ của Thượng tướng địa ngục, Lưu Đeo. Mà trước đó, anh còn có một chuyện khác phải làm. Đó chính là tìm kiếm giúp đỡ thăm dò bên ngoài ca đơ rừng. Cơ Linh chưa bao giờ là một người theo chủ nghĩa sói cô độc, khi đối mặt nguy hiểm, càng là như thế, cho nên trừ khi không có cách nào nếu không anh khẳng định sẽ thông qua các loại phương thức chấp nhận chi tiêu mời cường giả hỗ trợ không một mình lỗ mãn tiến vào với anh mà nói có thể sống lấy được tài liệu cần mới là quan trọng nhất nếu như khẳng định không có khả năng thực hiện mình sẽ đợi một hai tuần nữa ôm một đứa trẻ hoặc đẩy một chiếc xe trẻ con tới Cơ kerlin âm thầm thở dài lấy ra kèn harmonica nhà mạo hiểm của mình thổi một cái trong im lặng tiểu thư tín sứ rey nét tin côn cầm theo bốn cái đầu đi ra từ trong hư không cơ cân nhắc ngôn ngữ mở miệng nói tôi gần đây muốn đi thành phố caderren làm một lần thăm dò ừm đã lấy được tòa độ linh giới của nó không biết có thể thuê ngài hỗ trợ hay không trả giá là gì bốn cái đầu tóc vạn mắt đỏ của rey nét tinh côn theo thứ tự há mồm nói không được tôi không thể tiến vào. Không thể tiến vào, bảy luồng sáng cũng bởi vì đặc thù nào đó mà không thể tiến vào. Đây là hạn chế sinh vật địa vị cao của thành ca đơ rần đối với linh giới. Bất quá, tiểu thư tín sứ làm sao biết có hạn chế như vậy, cô ta đã đi qua nơi đó. Nếu quả thật là như vậy, mình trước đây căn bản không cần phải hỏi ánh sáng đỏ cùng ma kính. Hoặc là, linh tính trực giác của cô ta là nói cho cô ta như vậy. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Cờ Linh không tiếng động thở hắt ra. Anh lập tức lấy ra một đồng vàng, đưa cho Trai Nét tin côn. Tôi rõ ràng, cảm tạ ngài đã thông cảm. Đợi cho tiểu thư tín sứ cầm theo một cái đầu cắn đồng vàng, chỉnh thể lui vào linh giới, Cờ Linh suy nghĩ phát tán ra, suy xét đến cùng còn có thể tìm ai giúp đỡ. Ngài A Cót tiến vào ngủ say, không biết khi nào thì mới có thể tỉnh lại, không có cách nào chờ đợi. Will Onsetin là sắp sinh ra, nhưng vẫn là một đứa trẻ mới sinh, đang ở trạng thái thấp nhất, cho dù có biện pháp khôi phục lực lượng nhất định trong thời gian ngắn của cô gái ẩn giả, cũng không có khả năng tiêu xài trên chuyện nhỏ như làm vệ sĩ cho mình. Hơn nữa, một khi rời khỏi Bắc Luân, hoặc là bày ra cấp bậc tương ứng, sẽ có khả năng rất lớn lại bị thiên sứ vận mệnh, u lúc tập trung. Thông qua ráng thủy ngân này, tìm bán thần học phái sinh mệnh hỗ trợ, ví dụ như vị nghị viên Richard trước đó. Cái này thực khó khăn, học phái sinh mệnh trước đó nội bộ đã xuất hiện phân liệt, các nghị viên có nhiều việc cần hoàn thành, như cầm xuất sắc xác suất chạy loạn khắp thế giới, lưu lại dấu vết, để điều động thiên sứ vận mệnh. Nữ vương thần bí, Betna cũng không quá quen với cô ta, hơn nữa, thủ hạ, kẻ khờ, có thiên sứ có bán thần, Herman Sparrow quyến giả này không thể nào tìm trợ giúp khác, chẳng sợ đánh cờ hiệu hợp tác, cũng hiện ra vấn đề không nhỏ, ai, ở mặt ngoài, thủ hạ, kẻ khờ, có thiên sứ có bán thần, nhưng tình huống thực tế là, bên cạnh thiên sứ cùng bán thần chỉ có tấm ảnh chụp chung với kẻ khờ. Vì thủ tịch thành bạc trắng kia, cái này quả thật có thể chờ thời điểm hắn có nhu cầu, lấy trả giá để sai sử, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn không thể rời khỏi nơi thần khí, hay là mang cơ hội này lưu ở quỷ thuật tà quái đi. Đám lão gia huyết tộc kia cái này vừa không có lý do thích hợp, cũng rất dễ dàng bại lộ bản thân ở trong tầm mắt li liếc. không ai biết cổ thần chết mà chưa chết này trước mắt đến cùng là ai. nếu là ánh trăng nguyên thủy giả trang, mình ngay cả sống lại cũng không cần suy xét. cơ linh nghĩ tới từng sự lựa chọn một, lại bài trừ từng người một. cuối cùng, anh nhìn không được âm thầm cảm thán một câu. đến thời điểm cần, bạn bè luôn ngại ít mà. anh nhìn không được muốn bố trí nghi thức thử khẩn cầu lực lượng đêm tối khẩn cầu lực lượng đỏ rực khẩn cầu nữ thần chiếu cố hy vọng có thể được trực tiếp ban cho hồn thể cùng cho chân thật của kẻ cướp đoạt linh giới hoặc có thể có một vị đại giám mục chấp sự cao cấp khổ tu sĩ bí ẩn đưa ra sự trợ giúp đáng tiếc ý niệm như vậy chỉ có thể xuất hiện ở trong đầu không có cách nào đưa vào thực tiễn cơ linh tuy tương đối tán thành nữ thần đêm tối cũng đối với thân phận quyến giả đêm tối đang nghi ngờ trước mắt là không bài xích nhưng vẫn ôm tâm cảnh giác mãnh liệt không muốn cái gì cũng ỷ lại thần linh ban ân hơn nữa hắn hoài nghi nghi thức cùng loại không có hiệu quả gì bởi vì lấy tầng cấp cùng thực lực của anh trước mắt căn bản không có tư cách đưa ra điều kiện với danh sách không thần linh muốn cho tự nhiên sẽ cho không muốn cho khẩn cầu cũng vô dụng nếu mình có da mặt như lão nay nói không chừng sẽ thực thử một lần lúc trước nữ thần ngay cả trả nợ cùng giải quyết táo bón đều nguyện ý hưởng ứng vẫn rất chiều tín đồ đương nhiên cái này khẳng định sẽ mang vào di chứng nhất định cơ linh hồi tưởng tới chuyện cũ nhất thời có chút thổn thức chương một nghìn một trăm ba mươi yếu tố đệ nhất hành động mạo hiểm anh quyết định đổi ý nghĩ nếu tìm không ra bạn bè hỗ trợ vậy suy xét lợi dụng kẻ địch tùm ừ, có lẽ có thể mang theo lá bài hoàng đế đen lá bài bạo quân cùng máy điện báo vô tuyến chờ ở lối vào thành phố Caderan chỉ cần vua năm biển Nas cường giả danh sách cao giáo hội gió bảo thủ lĩnh CA học phái hoa hồng trong các bán thần thiên sứ có vị nào đuổi tới sẽ lập tức tiến vào tòa thành phố người chết kia không được cái này biểu hiện rất rõ ràng vua năm biển Nas cùng cường giả danh sách cao giáo hội gió bảo đại khái sẽ không tiến vào Calderon theo mà là thủ ở bên ngoài bảo vệ cửa chờ mình đi ra ngoài thần nhiệt CA thật ra có khả năng đuổi giết nhưng một vị thiên sứ ở khu vực bên ngoài ca đơ căn bản sẽ không gặp phải ngăn trở gì mình đây là dẫn lửa thiêu thân cơ linh trải qua suy nghĩ tới lui rốt cuộc bỏ qua tính toán thông qua chế tạo hỗn loạn mà thu ít lợi cho rằng cục diện trước đó ở bên ngoài thành phố bay âm rất khó phục chế lại hơn nữa khi mà bản thân còn chưa tới danh sách cao càng là như thế người luôn đi ở mép vực sâu sớm hay muộn sẽ rơi xuống dưới còn có ai có thể cung cấp trợ giúp đây Cơ Linh ánh mắt đảo qua hai biến ngẫu bên cạnh, trong đầu hiện lên từng người bạn, bao gồm các thành viên hội Taro. Bỗng nhiên, anh nhớ tới một việc. Tiểu thư Rong trước đó nói cho mình biết, xác ướp tu tan khung hai là bộ phận tạo thành nghi thức tấn thăng của cô ta, đối với cô ta có ý nghĩa quan trọng, nói cách khác, cô ta sắp trở thành bán thần, trở thành rối gỗ, danh sách bốn con đường, dị chủng. Nếu cô ta đã thành công, mình hoàn toàn có thể mời cô ta hỗ trợ hai bên vốn có quan hệ hợp tác tốt hoàn hảo mình lần trước lựa chọn giúp cô ta bằng không hôm nay ngay cả một chút hy vọng cũng không có cơ linh cảm khái một hồi lấy ra giấy ghi chép cùng bút máy lấy lưng bí ngẫu enzo để viết đã qua nhiều ngày sau lần trước gặp mặt không biết cô gần đây thế nào đang viết cơ linh bỗng nhiên dừng bút bất động cảm thấy viết như vậy có vẻ có chút không được tự nhiên quá mức dối trá tiểu thư sa rong là người khắc chế viết thư đều thẳng đến chủ đề không có nói lời dư thừa gì mình phải suy xét đến tính cách của cô ta thẳng thắn thành khẩn một chút cơ linh suy tư vài giây cầm lấy giấy ghi chép nọ vung lên một cái nhìn nó bị ngọn lửa đỏ đậm cắn nuốt đi cân nhắc vài giây cơ linh ở trên tờ giấy mới viết tôi đã nắm giữ tọa độ linh giới thành phố ca đơ nếu cô đã trở thành bán thần tôi hy vọng có thể lại hợp tác, được trợ giúp nhất định, nếu còn chưa, xin không cần cậy mạnh, tôi còn có thể tìm người khác hỗ trợ. Sherlock Moriarty Sau khi gấp lại giấy ghi chép, ở bên ngoài viết mấy từ bà Maria nhận, Colin lại lần nữa lấy ra kèn harmonica nhà mạo hiểm, đưa lên miệng, thổi một cái. Raynet tin côn mặc quần áo âm trầm rườm ra tự như chưa từng rời khỏi vậy, nháy mắt đã bước ra hư không, đi tới trước mặt anh. Cơ Linh mang tờ giấy đã gấp lại cùng một đồng vàng đưa qua, đồng thời dặn dò. Đưa tới số 126 phố ga khu Houston Bắc Luân, trực tiếp đưa vào hộp thư. Tốt. Một cái đầu của Janex tin côn mở miệng nói chuyện, một cái đầu cắn giấy viết thư cùng đồng vàng. Cơ Linh thấy thế, có chút lo lắng lại truy hỏi. Bản đồ trước đó chưa có vứt bỏ chứ? Biết khu Houston là khu nào, phố ga ở nơi nào không? bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ mà ray nét tin côn cầm theo thứ tự hồi đáp không có biết cái này rất dễ tìm được cơ linh nhất thời nhẹ nhàng thở ra lễ phép đưa tiễn tiểu thư tín sướng anh tạm thời mang chuyện thành phố ca đơ rần ra sau đầu chuyển sang bắt đầu ngụy trang bí ngẫu lưu đeo buổi sáng ngày hôm sau một người nam làng gia thiên về nâu tóc mềm mại hơi quăng mặc vét kiểu ruen, đội mũ dạ tơ lụa dẫn theo hai tôi tớ tiến vào thành phố Tên Niết nằm bên cạnh khu rừng. Đây là một thành thị lấy gỗ, cao su cùng đặc sản rừng làm thương phẩm chủ yếu, gần đây nghe nói có vài nhà nghiên cứu thuốc mọc tóc cùng nhà xưởng được thành lập ở đây. Cơ Linh ngụy trang thành kẻ có tiền bản địa rất nhanh tìm khách sạn ở, ngồi ở trên ghế bành làm bằng mây, lại thưởng thức tay nghề của mình. Màu da, người thắng cuộc, Enzo đã không còn cổ đồng, hoàn hoàn toàn toàn thiên hướng màu đen kết hợp mái tóc mỏng mà mềm mại chân mày nồng đậm bộ mặt bóng đen rất sâu quần dài rộng uốn nếp cùng áo đen trắng rất có đặc sắc của bi xem qua giống như là người hầu dân bản xứ tiêu chuẩn đi ra từ trang viên gieo trồng vậy quần áo có chút hoa lệ của thượng tướng địa ngục lu đều biến thành giống như của enzo làn da lộ ra bên ngoài có vết bỏng rõ ràng mặt nạ trắng bạc trên mặt thì thành màu đen điều này làm cho hắn xem qua tự như là người bị hỏa hoạn tổn thương dung mạo vì không muốn dọa người qua đường đành phải mang mặt nạ để che lấp vừa dùng xong bữa trưa đưa tới phòng cơ linh đã nghe thấy được tiếng khẩn cầu trùng điệp hư ảo nam tính người treo ngược em linh cùng mặt trời cũng có khả năng đặc tính phi phạm danh sách năm quỷ hút máu của bọn họ đã sắp bắt đầu giao dịch cơ linh đang muốn tới nhà vệ sinh đi nghịch bốn bước tiến vào phía trên sương mù xám linh cảm chợt có xúc động anh vội mở ra linh thị nhìn thấy ray nét tin côn trên cổ không có đầu cắn một phong thư đi ra linh giới trùng điệp cùng hiện thực tiểu thư sa rong hồi âm cơ linh trước cảm tạ tiểu thư tín sứ sau đó tiếp nhận lá thư mở ra xem thật có lỗi tôi đại khái còn phải chuẩn bị một đến hai tháng nếu đến lúc đó anh còn cần trợ giúp tôi không có vấn đề sa rong một đến hai tháng cũng không phải không thể chờ dù sao mình cũng chưa có tiêu hóa xong ma dược biến ngẫu đại sư. Cơ Linh hơi gật đầu không thể nhận ra, tìm ra giấy bút, đơn giản trả lời. Cô cứ dựa theo dự định của bản thân, không cần sốt ruột, chuyện của tôi cũng không gấp, có đủ thời gian để chờ đợi, Sherlock Moriarty. Sau khi mang thư cùng đồng vàng giao cho Raynette Tincon, để cho cô ta đưa tới số 126 phố ga khu Houston Bắc luôn, Cơ Linh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Quân đội chiến đấu đều sẽ làm trinh sát trước, thăm dò nơi nguy hiểm như thành phố Rừng này, sao có thể lỗ mãn cùng tùy ý. Từng, chờ đợi thời điểm tiểu thư sa rong tấn thăng, mình hoàn toàn có thể đi trinh sát trước, sưu tập một ít tình báo không cần mạo hiểm cũng có thể thu được, ví dụ như, nơi đó cụ thể có hạn chế gì, đối với lực lượng lĩnh vực tử linh sẽ tạo thành dị biến gì, ví dụ như, chỉ có thể thông qua cửa cố định để ra vào không thể ở bên trong trực tiếp quay về phía trên sương mù xám hay không. Xác nhận cái này mới có thể chế định kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, trước khi trinh sát cũng phải bói toán. Cơ Linh rất nhanh có quyết đoán, đi vào nhà vệ sinh trong phòng. Chương 1131, chọn quần áo, một. Phía trên sương mù xám trắng vô biên vô hạn, trong cung điện xa xưa hùng vĩ rộng lớn. Cơ Linh không vội bói toán, Trước đi hưởng ứng nghi thức hiến tế của người treo ngực, ác giác, đưa gậy ba tông chế tác từ đặc tính phi phạm, hải dương ca giả, tới trước mặt. Hải ngôn Tên này, không hiểu có chút hoài niệm A, à, cứ gọi như vậy đi. Cơ bản tương đương, quyền trượng hải thần, bản nhược hóa toàn diện, cũng không có ti chấp gió bão, sóng thần, các năng lực bán thần. Hiệu quả xấu thật ra cũng nhiều. Cơ linh vừa nghĩ lại người treo ngực, miêu tả vừa vuốt lên đầu trượng đen đúa được khảm kim loại trắng bạc. Có lẽ là không gian thần bí phía trên sương mù xám tự nhiên áp chế, cây ba tông siêu phạm này vẫn chưa biểu hiện ra đặc tính còn sống, lẳng lặng nằm ở nơi đó, tự như mình là một cây ba tông bình thường nhất. Cơ Linh gật đầu biên độ rất nhỏ, lẩm bẩm không tiếng động. Có đặc tính còn sống đối với vật phẩm thần kỳ mà nói, quả thật là tương đương phiền toái một chút, nhưng từ một góc độ khác mà nói, cái này cũng ý nghĩa có thể câu thông, có thể trao đổi, lúc trước xuất sắc xác suất là một tên ác liệt cỡ nào, không phải ở sau khi nhận giáo dục, đã trở nên nghe lời sao. Hơn nữa, bình thường hoàn toàn có thể để người hầu cầm, ừm, người thắng cuộc, Enzo cũng rất thích hợp, tuy hắn đã không có may mắn bị động, nhưng vẫn đang tích góp vận may, làm chuẩn bị cho thời khắc mấu chốt, hơi thả ra một chút cũng không ảnh hưởng gì, cứ như vậy, vô luận bị ngán, ngã, hay là bị quất, đều có thể tránh thoát cực kỳ thoải mái, không dẫn người chú ý. Cẩn thận suy nghĩ một chút, loại trò đùa của cây ba tông này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nếu mình gặp phải biến ngẫu đại sư khác, gặp phải kẻ cướp đoạt linh giới hoặc là quỷ thuật tà quái, mất tiên thủ, bị khống chế bước đầu, tư duy cùng hành động đều trở nên chậm chạp, vậy chỉ dựa vào chính mình muốn tránh thoát, vẫn có chút khó khăn, lúc này, bị ba tông không chịu khống chế đột nhiên quất một cái, hoặc bị ngán ngã xuống đất, không phải thành công thoát khỏi khốn cảnh sao? Ai, lợi dụng tốt hiệu quả xấu của vật phẩm thần kỳ, cũng là một sự trợ giúp lớn. Đương nhiên, trong chiến đấu bình thường, trò đùa cùng loại cũng sẽ mang đến nguy hiểm không cần thiết, cân nhắc như thế nào, tránh né như thế nào, thông qua những lần sử dụng mà mò mẫm. Về phần hiệu quả xấu người nắm giữ ở thời tiết dông tố dễ bị ti chấp đánh trúng, Cơ Linh cùng không thèm để ý, đầu tiên, trừ khi khu vực đặc thù, nếu không thời tiết dông tố chung quy chỉ là rất ít, đại bộ phận là không cần suy xét. Tiếp theo, làm một nhà bói toán, trước khi ra ngoài bói toán một chút tình huống thời tiết ngày đó thuộc về thao tác thường quy. Cuối cùng, nếu thực trốn không thoát mưa rào có sấm chớp, Cơ Linh còn có thể mang ba tông giao cho biến ngẫu Enjo, như vậy, cho dù ti chớp. Thực sự bổ về phía, người thắng cuộc, cũng sẽ bị cột thu lôi phụ cận dẫn đi. Chỉ hy vọng mình không phải là cột thu lôi đó. Cơ Linh cười tự giễu, suy xét một điểm làm cho anh phiền não trong toàn bộ hiệu quả xấu. Cách 6 giờ tiếng ca siêu phàm sẽ phát ra. Cái này chẳng phân biệt địch ta, hiệu quả random, quả thực là đại sát khí AOE. Phạm vi công kích. Trải qua một phen suy tư, Cơ Linh quyết định dùng phương thức câu thông để cho ba tông hải ngôn hạ xuống tần suất ca sướng, hoặc là ở trước khi ca sướng đưa ra nhắc nhở. Mình hôm nay ăn bữa trưa sớm, tính tính thời gian, mấp máy đói khác nhắm chừng cũng nên gào khan cơ linh có chút suy nghĩ tháo xuống bao tay da người mang ở tay trái đưa nó đến chỗ trống khu vực phía trước đóng tạp vật ngay sau đó anh cầm lấy cây ba tông đen đúa được khảm kim loại trắng bạc cũng đưa qua đó sau đó điều động một chút lực lượng không gian thần bí phía trên sương mù xám chế tạo một cái vách tường có thể ngăn cách toàn bộ thanh âm cùng hình ảnh để cho mấp máy đói khác ở chung cùng hải ngôn làm xong tất cả cái này Cơ Linh khẽ phát bàn tay, thể hiện ra giấy bút, viết xuống một câu bói toán. Tôi hôm nay sẽ có nguy hiểm đối với trinh sát khu vực bên ngoài thành phố Caderan. Đặt xuống cây bút máy đỏ sậm, Cơ Linh từ lấy xuống con lắc từ trong cổ tay áo, dùng tay trái nắm lấy, để thỏng xuống mặt giấy, thiếu chút là tiếp xúc. Đọc thầm bảy lần câu bói toán, anh mở to mắt, thấy con lắc thạch anh yên lặng ở nơi đó, không có chuyển động. Cái này ý nghĩa bói toán thất bại. Tình huống cụ thể của thành phố Rần đối với khắp cả linh giới mà nói đều là bí mật, bói toán khuyết thiếu điều kiện tiên quyết. Hơn nữa, nơi đó từng là thần quốc cổ thần, có lưu lại bố trí sống lại bị biến dị, cũng sẽ quấy nhiễu bói toán. Cơ linh thu hồi con lắc, cân nhắc suy nghĩ, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cách nói của ánh sáng đỏ, khu vực bên ngoài Rần nguy hiểm không lớn. Nói đến, mình còn có biến nổ, có thể để họ lên trước xác nhận bên trong có thể che chắn sương mù xám hay không, nếu có thể, thì bỏ qua, nếu không thể, mình sẽ tự tiến vào. Cơ Linh rất nhanh có quyết đoán, không hề do dự, phất tay triệt bỏ vách tường chế tạo trước đó. Sau đó, anh thấy, mấp máy đói khác, đã lui tới rìa đóng tạp vật, dùng ba ngón tay nhấc lên bản thân, ngón cái cùng ngón út thì đặt ở trên, rô xeo du ký, ở phía sau, một bộ dáng thân thể suy yếu sắp đứng thẳng không xong. Cùng lúc đó, vị trí lòng bàn tay của nó nứt ra một cái miệng, lộ ra hai hàng răng hư ảo, trắng nhẫn, không ngừng thở phì phò. Một bên khác của vách tường vừa rồi, cây ba tông đen đúa được khảm kim loại trắng bạc nằm ở trên đất, thường thường động đậy một chút, ở đỉnh không ngừng có bọt nước trong suốt hơi có màu lam bốc lên. Tốt lắm, như vậy đều yên tĩnh. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Cờ Linh vui mừng nói nhỏ một câu. Anh vừa dứt lời, ba tông hải ngôn kia đột nhiên dựng lên tựa như có người đang nắm vậy dựng lên nhảy về phía cơ linh vòng qua ghế ngồi của kẻ khờ trốn sang một bên khác mấp máy đói khác lấy năm ngón tay làm chân gian nan đuổi theo đi tới một nửa rốt cục ngã quỵ cơ linh không nói gì nhìn chăm chú đột nhiên thở thật dài sau khi dung hợp ngài a mấp máy đói khác xem hình như có đặc tính còn sống nhưng chỉ số thông minh cũng quá thấp đi rõ ràng chăn thả phong quyến giả có thể phi hành đoạn ngắn lại còn dùng ngón tay làm chân để đuổi theo nói xong anh quay đầu lại nhìn về phía ba tông hải ngôn tránh ở bên cạnh mình ngươi không phải danh sách năm con đường thủy thủ sao chỉ biết nhảy một chân thì tính vật phẩm thần kỳ gì thật là loại đặc tính còn sống sơ cấp này chỉ tương đương với trẻ con sao không thai nhi chỉ số thông minh còn cao hơn so với các ngươi Cơ Linh sau khi tự giáo huấn hai câu, thở dài một tiếng, tự biên tự diễn nói: "Ta cũng không phải ma quỷ gì." Anh còn chưa dứt lời, cái bao tay cùng ba tông nguyên bản còn có chút động tĩnh đồng thời ngưng động lại, một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Lời nói đến tiếp sau của Cơ Linh nhất thời bị nghẹn trở về cổ họng, đành phải lấy tay cầm lấy ba tông Hải ngôn, hiền lành thành khẩn tiến hành trao đổi cùng đối phương. Trải qua thương thảo thẳng thắng thành khẩn hữu hảo, cây ba tông đen đúa được khảm kim loại trắng bạc này dùng tần suất lay động rất nhanh để thể hiện, về sau sẽ tận lực bớt ca xương, nếu thật sự không nín được, sẽ báo cho chủ nhân biết trước một tiếng, phương thức cụ thể bao gồm khẽ chấn động một chút nhưng không giới hạn, tự nhấc lên trên máy CM vân vân. Đồng thời, nó dùng biện pháp ca hát nói ra một yêu cầu. Tuyệt đối không thể dùng tay mang, mấp máy đói khác, nắm nó. Đương nhiên, nếu chủ nhân nhất định phải làm như vậy, nó cũng không phản đối rất vui vẻ tiếp nhận tốt hơn so với mấp máy đói khác không phải cuột cường như vậy cơ linh ngoắc đến mấp máy đói khác mang nó vào tay trái nhìn cánh cửa triệu hồi trước đó thông qua nghi thức làm ra cơ linh bắt đầu suy xét lần này đi thành phố caderren để thăm dò bước đầu cần mang theo vật phẩm nào hai biến ngẫu không cần phải nói có thể làm mồi dụ có thể ở phía trước dò đường có thể dùng bản thân làm thí nghiệm xác nhận có cạm bẫy hay không, có thể để cho bí ngẫu đại sư không cần tiến hành nhiều thao tác nguy hiểm, tất nhiên mang theo. Mang theo chúng nó, những hoa máu của Enjo, kiếm đâm Hadrisser của Ludel đều là tiêu chuẩn, không thể quên, mặt khác, Cơ Linh còn tính để cho Enjo cầm theo ba tông hải ngôn. Về phần mình, Cơ Linh chuẩn bị lấy hình thức linh thể để tới, một khi có cái gì không đúng, có thể lập tức chấm dứt triệu hồi, quay về phía trên sương mù xám. Như vậy, phối hợp món, quần áo nào là phải cân nhắc? Còi đồng a cót. Không được, cái đó có liên quan đến vị tử thần ở mặt sau kia, mà thành phố Ca Đơ thuộc về tử thần viễn cổ. Cái này xác suất không nhỏ sẽ tạo thành dị biến đáng sợ, để cho khu vực nguy hiểm trung tâm tự đi ra. Lá bài Hoàng đế đen, hay là lát bài Bạo quân đây? từng lần này là ở hoạt động linh giới, hai biến ngẫu cơ bản tương đương với người chết, không sợ bị rút lấy máu, ha ha, lu đeo thân mình là bán vong linh bán nhân loại, không có máu gì đáng nói, máu angel tồn tại giá trị cũng chỉ là bình thường để hắn giống con người, mà cái này có thể thông qua nhẫn hoa máu khôi phục, nói cách khác, mình có thể mang theo quyền trượng hải thần đi caderr. Nơi đó thuộc về chỗ sâu trong linh giới, rời xa hải vực quần đảo rốt, không cần lo lắng bị tín đồ cầu nguyện ảnh hưởng, vấn đề duy nhất là mình sẽ trở nên nóng nảy, rất dễ phẫn nộ rất dễ đầu óc quá nhiệt đây là tối kỵ khi thăm dò bất quá cái này dễ giải quyết giao cho enzo hoặc lu đeo cầm là được hơn nữa cấp bậc lá bài bạo quân rất cao có thể sinh ra áp chế nhất định đối với quyền trượng hải thần để cho mình không quá dễ dàng nóng nảy như vậy có tổ hợp lá bài bạo quân thêm quyền trượng hải thần này mình tương đương với nửa danh sách 4 đây mới là biện pháp hữu hiệu nhất để hạ xuống phiêu lưu về sau cho dù tiến vào cùng tiểu thư sa rong cũng có thể phối hợp như vậy để cho tiểu thư sa rong bảo trì ở trạng thái oan hồn không ác linh là không có vấn đề định luật đặc tính phi phạm tụ hợp tương ứng không cần quá lo lắng nếu ca đơ rần có thể che chắn sương mù xám mình ở bên ngoài quan sát rồi trở về căn bản không ai có thể tập trung cùng đuổi theo dù sao linh giới không phải sân nhà con đường thủy thủ nếu ca đơ rần không thể che chắn sương mù xám thực sự cường giả danh sách cao giáo hội gió bão bị hấp dẫn đến, ngược lại có thể lợi dụng. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Cơ Linh bỗng nhiên đưa tay, để cho lá bài bạo quân đặt ở mặt trên bàn dài đồng xanh bay lên, rơi vào lòng bàn tay. Ngay sau đó, anh mang thẻ bán bổ này dung nhập vào trong hồn thể. Bỗng nhiên, khí tức uy nghiêm cực đoan khủng bố cực đoan từ vị trí, kẻ khờ, phát tán ra ngoài, đỉnh đầu Cơ Linh trong im lặng thêm một cái mũ miệng ba tầng thâm trầm quần áo biến thành pháp bào tôn giáo. Cái sau ăn mặc cùng loại với giáo hoàng trong Sen mà đời trước nhờ đã xem qua, chẳng qua màu sắc lam sậm gần với đen. Tiếng gió ô ô vang lên, pháp bào giáo hoàng nọ chợt mở ra, cơ linh theo đó nâng tay phải lên, ngừng giữa không trung, tiếp lấy quyền trượng xương trắng tự bay tới. Đỉnh quyền trượng, từng viên bảo thạch đột nhiên phát ra hào quang hoặc xanh lam hoặc trắng bạc chói mắt, ti chớp giống như vận xung quanh, bạo quân, đang ngồi ngay ngắn ba tông hải ngôn bóp một tiếng phủ phục ở trên mặt đất phủ phục bên cạnh cơ linh cầm trong tay quyền trượng ăn mặc như giáo hoàng thật sự cảm giác có chút nóng nảy nhưng cũng không phải quá dễ nóng giận cơ linh đội mũ miệng ba tầng mặt pháp y lam sầm cầm quyền trượng hải thần tập trung quan sát trạng thái của bản thân cái này ý nghĩa lá bài, bạo quân, quả thật có thể áp chế hiệu quả xấu, quyền trượng hải thần ở trình độ nhất định, nhưng cũng không phải hoàn toàn lau quét đi. Cơ Linh mượn dùng minh tưởng bình phục tâm tình, chuyển nhìn về phía đóng tạp vật trong góc. Rosel Du Ký Đây là vật phẩm phòng ngự mạnh nhất của mình trước mắt, lại có tác dụng kỳ diệu, nhưng vấn đề ở chỗ, nó là một vị cổ thần khác, rồng không tưởng Encho quay chế tạo ra, dựa theo cách nói của mặt trời, vị cự Long Vương này từng ở một trận doanh cùng chủ nhân Caderan, tử thần viễn cổ, thủy tổ chim bất tử Grigor, không ai biết này du ký sẽ kích phát biến hóa không cần thiết hay không. Cẩn thận làm trọng, vẫn không mang theo có vẻ tốt hơn. Cùng loại với còi đồng a người giấy biến gì kia cũng không thể dung nạp, nó có khí tức tử thần nhân tạo còn sót lại. Cái này có lẽ sẽ mang đến uy hiếp nào đó ở khi thăm dò Caderan, nhưng tiềm tàng tai họa ngầm thật lớn. Đặc tính phi phạm, linh mục ánh sáng. Cái này có thể khắc chế vong linh hữu hiệu, là thiên địch nhóm cư dân thành phố người chết, nhưng chỉ là tài liệu, còn chưa chế tác thành vật phẩm thần kỳ, có thể phát huy tác dụng tương đương có hạn, ảnh hưởng xấu lại cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ không tốt đối với trạng thái hồn thể của mình, mặt khác, ti chấp cũng có thể tịnh hóa người chết, dưới tình huống cầm quyền trượng hải thần cùng hải ngôn, cũng không cần thiết lại mang theo đặc tính phi phạm linh mục ánh sáng. Cơ linh trong đầu hiện lên từng suy nghĩ, bài trừ vật phẩm còn lại trong đống tạp vật tay trái của anh mang bao tay da người, cầm quyền trượng hải thần, tay phải nhẹ nhàng nhất, khiến cho ba tông hải ngôn chủ động bay lên, rơi vào lòng bàn tay. Ngay sau đó, Cơ Linh ăn mặc kiểu giáo hoàng cải biến dung mạo hồn thể, để cho ngũ quan đều nấp ở trong bóng đen mũ miệng ba tầng. Anh chậm rãi đứng lên, pháp y lam sầm theo gió khẽ động, quyền trượng xương trắng ánh sáng lóa mắt. Chỉ cất bước một cái, bạo quân Cơ Linh đã thông qua cánh cửa triệu hồi đi ra từ trong ánh nến, đi tới thế giới hiện thực, đặt mình ở trong nhà vệ sinh coi như rộng rãi. Sau khi mang phù chú, kẻ ăn cắp vận mệnh cùng súng ngắn, chuông tan, dung nạp vào trong cơ thể, anh mở cửa trở lại phòng khách, thao túng, người thắng cuộc, em vô lại đây, tiếp nhận ba tông hải ngôn. Chương 1132, chọn quần áo, hai. Trải qua thương thảo thẳng thắng thành khẩn hữu hảo, cây ba tông đen đúa được khảm kim loại trắng bạc này dùng tần suất lay động rất nhanh để thể hiện, về sau sẽ tận lực bớt ca xương, nếu thật sự không nín được, sẽ báo cho chủ nhân biết trước một tiếng, phương thức cụ thể bao gồm khẽ chấn động một chút nhưng không giới hạn, tự nhấc lên trên máy CM vân vân. Đồng thời, nó dùng biện pháp ca hát nói ra một yêu cầu. Tuyệt đối không thể dùng tay mang, mắp máy đói khác, nắm nó. Đương nhiên, nếu chủ nhân nhất định phải làm như vậy, nó cũng không phản đối, rất vui vẻ tiếp nhận. Tốt hơn so với mấp máy đói khác, không phải cuộc cường như vậy. Cơ Linh ngoắc đến mấp máy đói khác, mang nó và tay trái. Nhìn cánh cửa triệu hồi, trước đó thông qua nghi thức làm ra, Cơ Linh bắt đầu suy xét lần này đi thành phố Caderan để thăm dò bước đầu cần mang theo vật phẩm nào. Hai bí ngẫu không cần phải nói, có thể làm mồi dụ, có thể ở phía trước dò đường, có thể dùng bản thân làm thí nghiệm, xác nhận có cạm bẫy hay không, có thể để cho biến ngẫu đại sư không cần tiến hành nhiều thao tác nguy hiểm, tất nhiên mang theo. Mang theo chúng nó, những hoa máu của Enjo, kiếm đâm Harrisser của Ludel đều là tiêu chuẩn, không thể quên, mặt khác. Cơ Linh còn tính để cho Enjo cầm theo ba tông hải ngôn. Về phần mình, Cơ Linh chuẩn bị lấy hình thức linh thể để tới, một khi có cái gì không đúng, có thể lập tức chấm dứt triệu hồi, quay về phía trên sương mù xám. Như vậy, phối hợp món, quần áo nào là phải cân nhắc? Còi đồng a cót. Không được, cái đó có liên quan đến vị tử thần ở mặt sau kia, mà thành phố Ca Đơ thuộc về tử thần viễn cổ. Cái này xác suất không nhỏ sẽ tạo thành dị biến đáng sợ, để cho khu vực nguy hiểm trung tâm tự đi ra. Lá bài Hoàng đế đen, hay là lát bài Bạo quân đây? Ừm, lần này là ở hoạt động linh giới, hai biến ngẫu cơ bản tương đương với người chết, không sợ bị rút lấy máu, ha ha, lu đeo thân mình là bán vong linh bán nhân loại, không có máu gì đáng nói, máu angel tồn tại giá trị cũng chỉ là bình thường để hắn giống con người, mà cái này có thể thông qua nhẫn hoa máu khôi phục, nói cách khác, mình có thể mang theo quyền trượng hải thần đi caderr. Nơi đó thuộc về chỗ sâu trong linh giới, rời xa hải vực quần đảo rốt, không cần lo lắng bị tín đồ cầu nguyện ảnh hưởng, vấn đề duy nhất là mình sẽ trở nên nóng nảy, rất dễ phẫn nộ rất dễ đầu óc quá nhiệt đây là tối kỵ khi thăm dò bất quá cái này dễ giải quyết giao cho enjo hoặc lưu đeo cầm là được hơn nữa cấp bậc lá bài bạo quân rất cao có thể sinh ra áp chế nhất định đối với quyền trượng hải thần để cho mình không quá dễ dàng nóng nảy như vậy có tổ hợp lá bài bạo quân thêm quyền trượng hải thần này mình tương đương với nửa danh sách 4, đây mới là biện pháp hữu hiệu nhất để hạ xuống phiêu lưu về sau cho dù tiến vào cùng tiểu thư sa rong cũng có thể phối hợp như vậy để cho tiểu thư sa rong bảo trì ở trạng thái oan hồn không ác linh là không có vấn đề định luật đặc tính phi phạm tụ hợp tương ứng không cần quá lo lắng nếu ca đơ rần có thể che chắn sương mù xám mình ở bên ngoài quan sát rồi trở về căn bản không ai có thể tập trung cùng đuổi theo dù sao linh giới không phải sân nhà con đường thủy thủ nếu ca đơ rần không thể che chắn sương mù xám thực sự cường giả danh sách cao giáo hội gió bão bị hấp dẫn đến, ngược lại có thể lợi dụng. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Cơ Linh bỗng nhiên đưa tay, để cho lá bài bạo quân đặt ở mặt trên bàn dài đồng xanh bay lên, rơi vào lòng bàn tay. Ngay sau đó, anh mang thẻ bán bổ này dung nhập vào trong hồn thể. Bỗng nhiên, khí tức uy nghiêm cực đoan khủng bố cực đoan từ vị trí, kẻ khờ, phát tán ra ngoài, đỉnh đầu Cơ Linh trong im lặng thêm một cái mũ miệng ba tầng thâm trầm quần áo biến thành pháp bào tôn giáo. Cái sau ăn mặc cùng loại với giáo hoàng trong Sen Seiya mà đời trước nhờ đã xem qua, chẳng qua màu sắc lam sậm gần với đen. Tiếng gió ô ô vang lên, pháp bào giáo hoàng nọ chợt mở ra, cơ linh theo đó nâng tay phải lên, ngừng giữa không trung, tiếp lấy quyền trượng xương trắng tự bay tới. Đỉnh quyền trượng, từng viên bảo thạch đột nhiên phát ra hào quang hoặc xanh lam hoặc trắng bạc chói mắt, ti chấp giống như vận xung quanh, bạo quân, đang ngồi ngay ngắn. Ba tông hải ngôn bóp một tiếng phủ phục ở trên mặt đất, phủ phục bên cạnh cơ linh cầm trong tay quyền trượng, ăn mặc như giáo hoàng. Thật sự cảm giác có chút nóng nảy, nhưng cũng không phải quá dễ nóng giận. Cơ linh đội mũ miệng ba tầng mặt pháp y lam sầm cầm quyền trượng hải thần tập trung quan sát trạng thái của bản thân. Cái này ý nghĩa lá bài bạo quân quả thật có thể áp chế hiệu quả xấu quyền trượng hải thần ở trình độ nhất định, nhưng cũng không phải hoàn toàn lau quét đi. Cơ Linh mượn dùng minh tưởng bình phục tâm tình, chuyển nhìn về phía đóng tạp vật trong góc. Rosel Du Ký Đây là vật phẩm phòng ngự mạnh nhất của mình trước mắt, lại có tác dụng kỳ diệu, nhưng vấn đề ở chỗ, nó là một vị cổ thần khác, rồng không tưởng Encho Way chế tạo ra, dựa theo cách nói của mặt trời, vị cự Long Vương này từng ở một trận doanh cùng chủ nhân Kaderen, tử thần viễn cổ, thủy tổ chim bất tử Grigor, không ai biết này, du ký, sẽ kích phát biến hóa không cần thiết hay không. Cẩn thận làm trọng, vẫn không mang theo có vẻ tốt hơn. Cùng loại với còi đồng Akot, người giấy biến gì kia cũng không thể dung nạp, nó có khí tức tử thần nhân tạo còn sót lại. Cái này có lẽ sẽ mang đến uy hiếp nào đó ở khi thăm dò Caderon, nhưng tiềm tàng tai họa ngầm thật lớn. Đặc tính phi phạm, linh mục ánh sáng. Cái này có thể khắc chế vong linh hữu hiệu, là thiên địch nhóm cư dân thành phố người chết, nhưng chỉ là tài liệu, còn chưa chế tác thành vật phẩm thần kỳ, có thể phát huy tác dụng tương đương có hạn, ảnh hưởng xấu lại cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ không tốt đối với trạng thái hồn thể của mình, mặt khác, ti chấp cũng có thể tịnh hóa người chết. Dưới tình huống cầm quyền trượng hải thần cùng hải ngôn, cũng không cần thiết lại mang theo đặc tính phi phạm linh mục ánh sáng. Cơ linh trong đầu hiện lên từng suy nghĩ, bài trừ vật phẩm còn lại trong đống tạp vật. Tay trái của anh mang bao tay da người, cầm quyền trượng hải thần, tay phải nhẹ nhàng nhất, khiến cho ba tông hải ngôn chủ động bay lên, rơi vào lòng bàn tay. Ngay sau đó, cơ linh ăn mặc kiểu giáo hoàng cải biến dung mạo hồn thể, để cho ngũ quan đều nấp ở trong bóng đen mũ miệng ba tầng. Anh chậm rãi đứng lên, pháp y lam sầm theo gió khẽ động, quyền trượng xương trắng ánh sáng lóa mắt. Chỉ cất bước một cái, bạo quân, cơ linh đã thông qua cánh cửa triệu hồi, đi ra từ trong ánh nến, đi tới thế giới hiện thực, đặt mình ở trong nhà vệ sinh coi như rộng rãi. Sau khi mang phù chú, kẻ ăn cắp vận mệnh cùng súng ngắn, chuông tan, dung nạp vào trong cơ thể, anh mở cửa trở lại phòng khách, thao túng, người thắng cuộc, vô lại đây, tiếp nhận ba tông hải ngôn. Chương 1133, thành thị đi xuống. Ngẫm nghĩ, cơ linh lại rút, chuông tan, súng ngắn ra, đưa cho thượng tướng địa ngục, lưu đeo. Làm xong tất cả cái này, anh mang hai bí ngẫu, dựa vào năng lực phi phạm, lữ hành này, thẳng đến tọa độ linh giới mà tiểu thư, ma thuật sư cung cấp. Một đường này tương đối thuận lợi, khí tức, bạo quân, làm cho nhóm sinh vật linh giới hình thù kỳ quái ven đường không dám tới gần, thậm chí không dám nhìn thẳng, không bao lâu, cơ linh đã đến mục tiêu. Cảnh tượng trước mắt anh không có khác nhau về bản chất với những nơi khác của linh giới, các loại khối màu sắc nồng đậm tươi sáng trùng điệp, từng đám sương mù tràn ngập ở các nơi ở chỗ sâu thẳm từng đôi mắt lần lượt dời đi pháp y giáo hoàng như áo choàng lay động rất nhỏ cơ hơi phân biệt để cho người thắng cuộc enjo cùng thượng tướng địa ngục lu đeo tiến vào một đám sương mù xem qua thực loãng thực bình thường bỗng nhiên tầm nhìn anh thu được từ hai bí ngẫu chợt trống trải chiếu rọi ra một tòa thành thị rộng lớn chỉ có trong truyền thuyết thần thoại mới có thể xuất hiện thành thị này khác với bình thường không có phát triển về chỗ cao mà là từng vòng từng vòng kéo dài hướng về hố sâu trong lòng đất chỉnh thể làm cho người ta cảm giác như lăn tẩm chỏng ngược kiến trúc bên trong nó có đủ loại phong cách nhưng đều giống nhau kỳ dị chúng nó có khi là cột đá cao ngất tái nhật, đỉnh mài ra căn nhà đơn thật lớn có thành hình chữ nhật cửa mở ở nóc nhà không có cánh cửa sổ nào có xây ở trong lòng đất lối vào dựng một cái mộ bia có xây bằng xương trắng hỗn độn rời rạc mà cách trong càng gần với hố sâu trong lòng đất, kiến trúc bảo tồn càng hoàn hảo, càng là gần phía trên, càng nhiều chỗ sụp đổ, tràn nập cảm giác suy vong cùng đổ nát do thời gian mang đến. Cơ Linh để cho hai biến ngẫu dừng bước chân, đứng ở rìa thành thị, nhìn xuống tất cả, nhưng lại không thấy rõ ở đấy kiến trúc đến cùng là bộ dáng gì, nơi đó bao phủ bóng tối thâm trầm, tự như đã mấy ngàn năm mấy vạn năm không có ánh sáng chiếu vào. Sau quan sát ngắn mũi, người thắng cuộc Enjo chủ động cúi thấp đầu, dùng tiếng hêm cổ khang khang thì thầm. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Chú tể thần bí phía trên sương mù xám. Vua vàng đen chấp chưởng vận may. Hắn vừa dứt lời, cơ linh đang ở bên ngoài thành phố ca bên tai liền vang lên tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp, cùng nhận ra giọng nói này đến từ một người nam cố ý khang khang. Là bí ngẫu vừa cầu nguyện. Cơ linh nhẹ nhàng thở ra, hơi lẩm bẩm không thể nhận ra, cái này thuyết minh thành phố Cadơ rừng không có che chắn sương mù xám, ít nhất khu vực bên ngoài không có che chắn sương mù xám, mình có thể đi vào. Anh nói là nói như vậy, lại tuyệt không cấp bách, chuyển sang thao túng thượng tướng địa ngục, lưu Đèo, để cho hắn nâng cánh tay trái lên, mở ra bàn tay. Hào quang hư ảo bỗng nhiên bùng nổ, tiếp theo lấy một điểm làm tâm tròn, sụp đổ vào bên trong, hình thành một cánh cửa lớn đồng xanh. Cửa lớn này hơi mơ hồ, cực kỳ hư ảo mặt ngoài giăng kín hoa văn thần bí không đến được, làm cho người ta có một loại cảm giác tĩnh mịch cùng thâm trầm không thể diễn tả bằng lời. Kẹt một tiếng, cửa lớn đồng xanh thần bí mở về phía sau, nứt ra một khe hở. Thông qua khe hở này, Cơ Linh thấy một mảng bóng tối sâu nhất trầm nhất. Trong bóng tối, tái nhật bắt đầu khởi động, khi thì cuộn lên, khi thì rơi xuống, tự như một con sông chảy ở trong bóng đêm không ánh sáng. Hai bên của nó, Mơ hồ thể hiện ra những cây cột đá thật lớn mà tái nhật, cực kỳ tương tự với những cái tồn tại trong thành phố Caderan, chỉ là càng thêm khoa trương. Đúng lúc này, một đôi mắt trong suốt, một gương mặt khó có thể mô tả, rồi đột nhiên toát ra, chen đầy cái khe hở của cửa lớn đồng xanh hư ảo kia, khẩn cấp muốn thông qua. Cơ linh mắt thoáng đau đớn, vội vàng để cho bí ngẫu lu đeo nắm tay trái lại. Xoảng 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 cửa lớn hư ảo giăng kín hoa văn thần bí nọ bị lực lượng vô hình thôi động, khép lại từng chút một, biến mất ở trong tầm mắt người thắng cục Enjo. Cửa lớn thần bí cách ly sống hay chết, đi thông minh giới này tự như bị cải biến chỉ hướng, phía sau cửa không hề là minh giới, mà là khu vực trung tâm thành phố Caderan, chỗ sâu nhất của cái hố trong lòng đất hố kia. Cơ linh đội mũ miệng ba tầng mặt pháp y giáo hoàng cầm quyền trượng hải thần có chút suy nghĩ gật đầu. Cứ như vậy, rất nhiều năng lực lĩnh vực tử linh sẽ bị viết lại ở thành phố caderan xuất hiện dị biến có nhận thức phương diện này cờ linh lại để cho thượng tướng địa ngục lu đeo nâng cánh tay trái lên nửa người bên trái của biến ngẫu này nhanh chóng hư ảo có chút màu lục hiện ra giống như biến thành oan hồn hoặc là u linh cánh tay cùng bắp tay hắn không hề tuân thủ quy tắc hiện thực đột nhiên kéo dài ra một khoảng rất dài lòng bàn tay cực kỳ tái nhợt có gương mặt hư ảo hiện ra gương mặt nọ miệng nửa mở đầu lưỡi nhọn như lưỡi rắn bao trùm đầy lông trắng cái đầu lưỡi này chợt bắn ra rất xa làm cho người ta có cảm giác không đủ chân thật giống như có thể trực tiếp chui vào cơ thể con người hấp thụ ra linh hồn quả nhiên năng lực sứ giả tử thần mà lưu đeo mượn dùng sinh vật minh giới trong cơ thể có được xuất hiện biến dị không chỉ càng thêm lợi hại hơn nữa từ cách không rút ra linh thể đã biến thành trực tiếp hút ra cơ linh đứng ở lối vào ca đơ rừng để cho biến ngẫu thượng tướng địa ngục này mang các loại năng lực phi phạm lĩnh vực tử thần phân loại triển lãm ra một lần nắm chắc được chỗ khác với tình huống bình thường của chúng trong đó điểm giống nhau là đều trở nên càng mạnh hơn sau đó cơ linh lại để cho người thắng cục enzo dùng đặc thù bản thân cùng các loại năng lực mà nhẫn hoa máu ba tông hải ngôn thêm vào làm thực nghiệm ra từng cái kết luận phương diện vận mệnh không chịu ảnh hưởng Sét đánh ti chớp bị áp chế, yếu đi không ít. Không thể bay quá cao. Đào gió, ca sướng, huyển lân, cân bằng, màn nước các loại năng lực không có biến hóa. Theo thực nghiệm này chấm dứt, Cơ Linh để cho người thắng cuộc Enzo, Thượng tướng Địa Ngục, lưu đeo dọc theo cầu thang tái nhật ở lối vào, đi xuống từng bước một, đến gần khu vực ngoài rì nhất của thành phố Caderan, kiến trúc nơi đó đã sụp xuống toàn bộ. Khi sắp đến khoảng cách 200 thước, Cơ Linh nâng tay phải lên, xoa bóp gương mặt trong bóng đen dưới mũ miệng ba tầng, sau đó, nắm quyền trượng hải thần, cất bước bước vào sương mù loãng. Đầu hơi mê muội, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, anh đã tiến vào thành phố người chết, Caderon. Những nại cảm xúc gấp gáp sao động trong lòng, Cơ Linh để cho bao tay trên tay trái trở nên thâm trầm. Thân thể anh theo đó hư hóa, nhiễm lên màu sậm, biến thành bóng đen, chỉ có quyền trưởng hải thần, trong tay vẫn tản mát ra hào quang hoặc trắng bạc hoặc xanh lam. Sau khi lợi dụng hồn thể che chắn cùng lá bài, bạo quân táp chế, cơ Linh lướt về phía trước, dung nhập vào trong bóng đen của kiến trúc sụp đổ, ẩn nấp theo ở phía sau hai bí ngẫu, làm trinh sát đầu bước đối với khu vực bên ngoài rừng. Trong khi lướt qua, cơ Linh dần dần đã nhận ra điểm dị thường. Nơi này quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến giống như cả tòa thành thị đều đã chết đi, ngay cả sâu cũng không may mắn tồn tại. Chương 1134, Oai Bạo Quân 1 Mà dựa theo cách nói của Ma Kính A Rốt cùng ánh sáng đỏ e A, -a lúc trước khi thủy tổ chim bất tử Grigor mang Caderon nhổ lên ném vào chỗ sâu trong linh giới, cũng không có để cho cư dân trong thành phố rời khỏi, bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ có chút sinh vật linh giới tiến vào. Nhưng lúc này, khu vực bên ngoài này đừng nói sinh linh hoạt động, liền ngay cả khô lâu, xác sống, thậm chí một hai cây xương không phải kiến trúc, cũng không có. Cơ linh tinh thần càng thêm căng thẳng, mượn dùng tầm mắt người thắng cuộc, Enzo cùng thượng tướng địa ngục, Ludel, càng thêm cẩn thận đánh giá bốn phía. Trong quá trình này, ánh mắt, anh đảo qua một cây trụ lớn tái nhật đã gãy, nhìn thấy trong căn nhà xa xưa đổ nát ở trên đỉnh đó có vòng tròn được mài từ hoàng kim. Mặt ngoài vòng tròn bóng loáng chiếu rọi ra một bóng người, nhưng đối ứng không phải người thắng cuộc Enzo, mà là bản thân cơ linh đội mũ miệng ba tầng mặt pháp y lam sậm. Cơ linh này bên ngoài thân thể âm khí dày đặc, khuôn mặt một mảng tái nhợt, trong mắt không hề có thần thái, tự như đã chết đi lâu ngày. Cơ linh tránh ở trong bóng đen trong lòng căng thẳng, chợt bình tĩnh xuống, tuyệt không hoảng sợ. Bởi vì, anh vô cùng xác định, bóng người chiếu rọi ở mặt ngoài vòng tròn hoàng kim bóng loáng kia không phải anh, ít nhất không phải anh chân chính nếu thật là anh người thắng cuộc Enzo còn có thể thấy sương mù xám thấy hình ảnh kỳ dị nghi ngờ là hình thái sinh vật thần thoại nào đó cái này sẽ làm cho bản thân cơ linh ngất đi ngay tại chỗ nếu mình không có xảy ra chuyện gì vậy thuyết minh trong kính không phải là mình cơ linh vừa mở ra thị giác dây linh thể vừa thao túng người thắng cuộc Enzo, cầm ba tông hải ngôn tiến gần cây trụ lớn nhợt nhạt vỡ nát cùng căn nhà xa xưa sụp đổ đồng thời lặng yên phóng ra bộ phận, may mắn. Biến ngẫu làn da ngâm đen từng bước một đi tới phía trước vòng tròn hoàng kim nọ, để ba tông cuối người, nâng nó lên, cẩn thận nhìn kỹ một lần, cái vòng tròn này chia làm trong ngoài hai tầng, khu vực trung tâm bóng loáng như gương, chỉ có rất ít hoa văn, bộ phận rì khắc từng sinh vật hình chim, chỉnh thể có loại cảm giác hoa lệ xa xưa. Hình ảnh nó chiếu rọi ra vẫn không có thay đổi, rõ ràng đối diện là biến ngẫu Angel, hiện ra lại là khuôn mặt âm khí dày đặc tái nhợt mắt không thần thải của cơ linh liền ngay cả quyền trượng hải thần cùng mũ miệng ba tầng pháp y giáo hoàng mà lá bài bạo quân thêm vào đều không có sót nếu không phải khuyết thiếu sương mù xám tương quan cơ linh khẳng định sẽ nghĩ vòng tròn nọ có thể xuyên thấu qua biến ngẫu cùng dây linh thể trực tiếp ảnh hưởng bản thân hoặc là gặp phải giống như thánh giả đen ở trong di tích thần chiến bất tri bất giác bị phân liệt ra một chính mình nữa cái này đến cùng có ý nghĩa gì? Cơ linh không vội không loạn từ khu vực bóng đen đi ra, khôi phục bộ dáng khi mới vào Caderan, sau đó lợi dụng năng lực phi phàm thăng hệ để trong đầu chiếu rọi ra trạng thái bản thân hiện tại. Anh cầm quyền trượng xương trắng được khảm bảo thạch xanh lam, mặc mang áo choàng pháp y giáo hoàng, đầu đội mũ miệng ba tầng có châu báu khác nhau làm đẹp, khuôn mặt giấu ở trong bóng đen tương ứng, có vẻ có chút mơ hồ mà chỉnh thể khí chất âm trầm mục nát giống như xác sống mới bị đào ra từ trong mộ địa cái này cơ linh đột nhiên cả kinh không nghĩ tới bản thân đã thật sự phát sinh biến hóa vòng tròn hoàng kim nọ chiếu ra lại thật sự là mình trừ bỏ không có bộ phận sương mù xám giao dung cùng hiện thực không liên quan đến sương mù xám cũng không phải chuyện gì lớn anh vội trấn an bản thân một câu để bình phục trạng thái tâm lý bình thường mà nói lấy kinh nghiệm phong phú cùng năng lực điều tiết bản thân rất tốt của Cơ Linh, lúc này không cần phải làm như vậy, nhưng anh một là suy xét đến mình cầm quyền trượng hải thần, rất dễ dàng vội vàng sao động, phải thời khắc chú ý, hay là rõ ràng nơi này từng là thần quốc của thủy tổ chim bất tử Grigor, lưu lại bố trí sống lại của đối phương, tất nhiên có các loại quái dị, khó tránh khỏi khẩn trương so với đi những nơi khác. Sau khi thao túng thượng tướng địa ngục, Lưu Đeo quay về, mượn dùng năng lực phi phạm của hắn kiểm tra một phen đối với bản thân, Cơ Linh bước đầu có phán đoán, sinh linh tiến vào ca sẽ tự nhiên chuyển hóa về hướng người chết, điểm này cùng loại với minh giới, nhưng lại có khác nhau về bản chất, ở trong này, sinh vật còn sống sẽ không đột nhiên tử vong, lại chậm rãi trở thành sinh vật bất tử không hề có năng lực suy nghĩ, mà là trực tiếp trở thành vong linh. Vừa rồi không phát hiện điểm ấy, là vì Enjo cùng Ludel trên bản chất đã là người chết, không cần chuyển hóa nữa, mà kính Arop cùng ánh sáng đỏ Aermore cũng không nhắc tới điểm ấy, là vì nhà lữ hành, sinh vật linh giới cùng thiên sứ sau khi còn sống rời khỏi nơi này, đều tự nhiên khôi phục trạng thái bình thường. Loại chuyển hóa này không thể ảnh hưởng lực lượng sương mù xám dung nhập hiện thực, mà vòng tròn chiếu ra chỉ là chính mình trở thành người chết, không phải toàn bộ mình, hoặc là mình đã phát sinh qua lại với Caderon. Cơ linh càng có khuynh hướng về phán đoán sau, nhưng lại không thể khẳng định đúng lúc này có thanh âm vang lên ở phụ cận keng 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 thanh âm này trầm trọng mà thanh thúy giống như có người đang gõ mạnh kim loại cơ linh không nóng lòng làm ra phản ứng cẩn thận lắng nghe hai giây mới để cho người thắng cuộc enzo buông vòng tròn hoàng kim trầm trọng nọ đi về phía mộ một khối bia bị gãy cách đó không xa nửa đoạn mộ bia nọ đối ứng với một kiến trúc đi vào trong lòng đất Mặt trên dùng ngôn ngữ người chết viết Một tên rất dễ phẫn nộ Nhân dùng đầu so độ cứng với chù y sắc của người khác mà tử vong Người thắng cuộc Enzo vòng qua mộ bia bị gãy nọ Đến cửa kiến trúc như lăng tẩm vươn tay trái Nắm lấy tay nắm Dùng sức kéo cửa ra Trong tiếng kèn kẹt trị sắt nứt gãy Cửa lớn trầm trọng nọ thông thả rộng mở Vù 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 Từng mũi tên ngưng tụ hào quan tái nhật bay ra chúng nó sát khuôn mặt, đỉnh đầu, thân thể, đùi Enjo, bay về phương xa, chui vào mặt đất, biến mất không thấy, mà người thắng cuộc, lông tóc không chút thương tích. Không thể không nói, biến nẫu như vậy quả thực là thần khí thăm dò mạo hiểm. Cơ Linh cảm khái một câu từ đáy lòng, để cho Enjo đưa ánh mắt hướng về kiến trúc phía dưới, đó là một tiệm thợ rèn. Một người khổng lồ làn da xanh đen đầu giống như quả dưa hấu vỡ đang cầm đại chu y, không ngừng mà đập xuống cái thớt gỗ. Nhưng mặt trên không cái gì Bởi vì người khổng lồ đầu vỡ ra kia Dây linh thể bình thường Không thuộc về phân hồn người khác Cơ linh lặng yên nhẹ nhàng thở ra Anh vừa muốn để cho vô tiến một bước quan sát Thân thể đột nhiên tê liệt Suy nghĩ chật chậm đi Loại cảm giác này Anh từng biết qua Lúc trước ở thành phố Tinh Khi bị vật phong ấn 2049 ảnh hưởng Chính là trạng thái cùng loại Quá khứ cơ linh cũng không rõ ràng bản chất sau khi trở thành biến ngẫu đại sư mới biết được, đó ý nghĩa dây linh thể bản thân bị vật phong ấn khống chế được. Chương 1135, Oai Bạo Quân 2 Cái này nói cách khác, anh hiện tại bị người nắm trong tay dây linh thể. Hơn nữa, khác với quá khứ là, thân thể anh không chỉ có các khớp xương bị rỉ sét giống như bị người nhét đầy cao su, còn có cảm giác tê liệt rất mạnh như bị sét đánh trúng, cho nên động tác càng thêm gian nan không tốt, là kẻ cướp đoạt linh giới, mình đề phòng, nó dùng phân hồn, dẫn dắt dời đi chú ý của mình, âm thầm tới gần, lại không nghĩ tới, nó trừ bỏ phân hồn, còn có, người hợp tác. Thở trang Người khổng lồ, kia, làm cho mình, sơ ý, mà bí ngẫu, tồn tại, làm mình, có chút, bỏ qua, an nguy, bản thân, trong đầu cơ linh các loại suy nghĩ khó có thể khống chế xuất hiện, quấy nhiễu ý tưởng tự cứu của anh. Lúc này, thở rèn người khổng lồ đầu vỡ ra kia nhất đại chùy lên, từng bước một đi về phía biến ngẫu Enzo, muốn đập hắn thành thịt vụn, mà ở cổ cơ linh, tự như có gió âm lạnh thổi đến, kích thích tóc gáy anh dựng lên từng cây một. Xung quanh nguyên bản dị thường yên tĩnh, từng sinh vật hình thù kỳ quái từ trong cột đá tái nhợt, từ trong căn nhà sụp đổ, từ trong mộ bia lăng tẩm, chậm rãi đi ra. Chúng nó có chỉ tồn tại nửa thân trên, có trong suốt đến hầu như nhìn không thấy, có thân thể mềm mại như là sợi mì, có ngực bụng vỡ ra nội tạng đầy máu, có khuôn mặt xanh lục giống như ác linh, có mỗi một chỗ thân thể đều mọc ra con mắt, có giống như con sứ sống ở trong không khí. Ánh mắt không đến được từ những nơi khác nhau nhất tề hướng về phía cơ linh, không có cảm tình, một mảng hờ hững. Đúng lúc này, cơ linh miệng khó nhọc mở ra, thông thả rặn ra một từ. Ca hát. Anh còn chưa dứt lời, trên bao tay ở tay trái là mở ra một cái miệng, lộ ra trăng trắng ẩn. Ca ngợi ngài. Chúa sáng tạo tất cả. Chúa tể bóng đen sau màn che. Bản chất đọa lạc của toàn bộ sinh linh. Trong thanh âm sắc nhọn giống như móng tay lướt qua bản đen này, người thắng cuộc, Enzo chợt bị vấp, làm cho hắn thành công tránh đi đại chùy trọng kích, ba tông hải ngôn hưng phấn phun ra bọc nước. Xung kích. Xung kích. Xung kích. Đầu cơ linh đột nhiên đau đớn, suy nghĩ khôi phục một chút, không trì trệ ngắn ngủi. Nhưng mà, thân thể anh vẫn rỉ sét, tràn ngập cảm giác tê liệt. Ngay sau đó, anh vẫn không nhúc nhích dựa vào linh tính, thao túng biến ngẫu lưu đeo vừa trở lại bên cạnh đấm một cái về phía mình. Phanh. Cơ linh lão đảo ra sau một bước, nháy mắt thoát khỏi trạng thái tê liệt chậm chạp. Sau đó, anh đầu đội mũ miệng ba tầng nóng lên, trực tiếp mở ra áo choàng sau pháp y giáo hoàng, giơ lên cây quyền trượng hải thần từng viên bảo thạch màu xanh lam lần lượt sáng lên giữa không trung bỗng nhiên hạ xuống từng đạo tia chớp màu trắng bạc tia chớp này phô ra cành lá bao phủ toàn bộ mấy trăm thước khu vực bên ngoài ca đơ rần ở trong rừng rậm lôi đình khí tức hủy diệt cùng cảm giác phá hoại giống như thực chất nhóm sinh vật hình thù kỳ quái lao ra từ những nơi khác nhau ở trong một mảng trắng bạc này thoát phá bốc hơi hoàn toàn biến mất không thấy gió bão trắng bạc càng quét vừa bình ổn, quyền trượng hải thần trong tay bạo quân cơ linh lại lần nữa phát ra hào quang chói mắt. Từng con trắng điện bạo ngược vặn vẹo, dây dưa, lại buông xuống, giống như sóng to, từng tầng tiếp từng tầng. Sau khi liên tục phóng thích hai lần ti chấp gió bão, cơ linh mỏi mệt không ít, cũng khôi phục bình tĩnh. Trong lòng anh đột nhiên thoát lên một cái, nhớ tới một việc. Ti chấp gió bão là công kích phạm vi sẽ không phân biệt địch ta, trừ bỏ chính anh tay cầm quyền trượng hải thần cùng đồng bạn ngay ở bên cạnh, sự vật còn lại đều sẽ gặp đã kích mang tính hủy diệt. Nói cách khác, Thượng tướng địa ngục, lưu đeo hoàn hảo, bí ngẫu Enzo quá nữa đã bị thanh trừ. Cơ Linh theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy người thắng cuộc Enzo đang hoàn hảo cùng mình ở bên nửa cái mộ bia, phía sau là một cái đại chùy kim loại còn đang chảy xuôi điện xa thật nhỏ, cùng chỗ cách đại chùy không xa còn có hai ngón chân không giống nhân loại cháy đen lăng mộ đối ứng mộ bia nọ đã suy sụp đổ hơn phân nữa cái thớt gỗ màu đen rơi ở trên đất cũng có tia chớp trắng bạc còn sót lại vậy mà còn chưa chết không hổ là người thắng cuộc tích tụ may mắn hẳn đã bị động tiêu hao hơn phân nữa cơ linh trong lòng buông lỏng dùng ánh mắt mở ra thị giác dây linh thể đánh giá bốn phía anh đang tìm kẻ cướp đoạt linh giới anh cho rằng kẻ cướp đoạt linh giới khoảng cách thao túng dây linh thể hẳn không có cách nào so sánh với phạm vi ti chớp gió bão bao trùm. Nhóm kiến trúc xung quanh vốn đã sụp đổ, giờ phút này đã gần đến bước bị sang thành bình địa, đá cùng xương trắng còn sót lại đa số đã cháy đen, ngay cả vòng tròn hoàng kim trầm trọng nọ cũng vỡ tung. Đột nhiên, một cái bóng xông ra từ trong đống đá bên sườn cơ linh cách hơn 100 thước. Nó là một bộ trường bào màu trắng bán trong suốt, không có đầu, không có tay chân, tự như là một người vô hình vậy. Lúc này, bề ngoài của nó rách tung tóe, tràn đầy vết nứt cùng vệt đen, có vẻ có chút chật vật. Đây là kẻ cướp đoạt linh giới à. Vừa rồi, ti chớp gió bão càng quét hai lần, giống như cũng khắc chế nó. Thấy một màn như vậy, cơ linh trong đầu chợt xuất hiện suy nghĩ. Đến giờ khắc này, cơ linh đã đại khái rõ ràng chuyện gì xảy ra. Căn cứ vào định luật đặc tính phi phạm tụ hợp, mình vừa mới tiến vào khu vực tầng ngoại ca đơ rần ngay cả vong linh bình thường cũng không có đã bị kẻ cướp đoạt linh giới này theo dõi nó đầu tiên là mang vòng tròn hoàng kim không biết từ nơi nào dời đến lộ tuyến tiên đoán để cho mình thông qua bí ngẫu có thể nhìn thấy từ đó mang lực chú ý dời qua ca đơ rần chuyển hóa đối với vật còn sống tiếp theo lại mượn dùng người khổng lồ thợ rèn cũng không phải là phân hồn của nó tiến một bước tê liệt mình cuối cùng lặng yên ẩn núp đến phạm vi thao túng một kích đắc thủ nếu không phải mình đã thấy người chết bị câu lên giống như chuông gió ở trong giáo đường nhỏ kia có sợ hãi theo bản năng đối với danh sách cao con đường nhà bói toán dự bị vài biện pháp không người trợ giúp tự đánh gãy khống chế vừa rồi đã trở thành phân hồn của kẻ cướp đoạt linh giới rồi thật là ở trước khi tiến vào mình nên nghĩ đến định luật đặc tính phi phạm tụ hợp sau khi cầm quyền trượng hải thần cho dù có lá bài bạo quân táp chế mình vẫn lỗ mãn một chút, lại quên chi tiết quan trọng như vậy. Nhìn từ mặt ngoài, mình quả thật cẩn thận trước sau như một, nhưng thực tế đã bất tri bất giác trở nên lỗ mãn, mà mình còn không cho rằng như vậy. Trong khi suy nghĩ cơ linh xoay chuyển, lại lần nữa nâng lên cánh tay nắm quyền trường xương trắng, muốn tiếp tục dùng ti chớp gió bão làm công kích phạm vi. Một lần không đủ, vậy hai lần, hai lần không đủ, vậy ba lần, tóm lại, bắt lấy cơ hội này, không để cho kẻ cướp đoạt linh giới chạy ra phạm vi hỏa lực bao trùm. Đây là biện pháp an toàn nhất, cũng là phong cách chiến đấu cơ linh tôn súng nhất, nếu không phải xét đánh ở thành phố Caderan bị suy yếu không ít, anh hoài nghi mình hiện tại đã có thể đi nhặt đặc tính phi phạm. Mà anh đã tiêu hóa hơn phân nửa ma dược danh sách năm linh tính còn đủ để chống đỡ một hồi. Chương 1136, Lầm đường Ngay ở lúc này, Người vô hình khoác trường bào màu trắng kia bên ngoài thân chợt giấy lên ngọn lửa tái nhợt, ngoài mấy trăm thước, cũng có luồng lửa nhảy lên, thẳng nhảy giữa không trung. Kẻ cướp đoạt linh giới dùng lửa nhảy nhót, lợi hại không biết bao nhiêu so với cơ linh, nháy mắt đã kéo ra khoảng cách. Cùng lúc đó, trong đống đá vụn nguyên bản nó ẩn thân, một người khổng lồ xanh đen cao bốn thước lão đảo đứng lên. Người khổng lồ này ngực bụng mở rộng, đã nhìn không thấy nội tạng, nhưng giống như một tòa núi lớn một tòa thành lũy, hoành ở giữa bạo quân cùng kẻ cướp đoạt linh giới, chặn toàn bộ tầm mắt. Mà trong mắt cơ linh, dây linh thể đối phương tụ tập ở cùng nhau, nhất tề kéo dài về kẻ cướp đoạt linh giới xa xa, vừa thấy đã thuộc về phân hồn. Đỉnh quyền trưởng hải thần, một viên bảo thạch xanh lam sáng lên, mấy luồng xét trống rỗng nhảy ra, cuốn quanh thành bó, hóa thành mũi tên trắng bạc, nhảy mắt đã bắn trúng đầu của người khổng lồ xanh đen kia toàn bộ phòng ngự vô hình chợt thoát phá, giống như giấy vậy, đầu người khổng lồ theo đó sụp đổ, hóa thành vô số khối thịt cháy đen bắn ra bốn phía, trong thân thể mất đi đầu của hắn có khí thể tái nhật nhúng xanh lục bốc hơi tiêu tán, mang đi toàn bộ sức sống. Tất cả cái này chỉ trong nháy mắt, cơ linh đội mũ miệng ba tầng mặt pháp y giáo hoàng cầm trong tay quyền trượng xương trắng cử rất cao. Hào quang xanh lam tầng tầng đẩy ra, tiếng gió ô ô thổi bay áo choàng của anh một bộ phận rất lớn khu vực tầng ngoài ca đơ rần, mây đen nhanh chóng hội tụ, trùng điệp áp chế, làm cho nơi này có vẻ càng thêm tâm tối càng thêm áp lực. Bóp bóp bóp. Giọt mưa lớn bằng hạt đậu liên tiếp rơi trên mặt đất, bắn lên bụi bậm thời gian tích lũy. Rầm rầm. Giọt mưa càng ngày càng gấp, càng ngày càng nhiều, hình thành một hồi mưa to có thể nói là tai nạn. Mưa nọ dập đi từng ngọn lửa tái nhợt, hội tụ thành dòng, một đường ùa xuống, thẳng đến điểm thấp nhất cả tòa thành thị, thẳng đến cuối hố sâu trong lòng đất kia. Dưới thời tiết như vậy, lưỡi nhảy nhót của cơ linh trực tiếp bị phế bỏ, kẻ cướp đoạt linh giới cũng như thế. Nhưng mà, với bạo quân mà nói, linh tính lại mượn dùng mảng mây đen kia lan tràn ra bên ngoài, giống như hóa thân thành thần linh đang nhìn xuống đại địa. Mỗi một cụm mây đen, mỗi một giọt mưa, đều trở thành ánh mắt của cơ linh, làm cho anh thoải mái ở trong khu vực thiên tượng biến hóa tìm được kẻ cướp đoạt linh giới. Người vô hình mặc trường bào màu trắng kia, lúc này đang tránh ở sau một cây trụ lớn nhật nhạt bị gãy, cũng không có rời xa khu vực tầng ngoài, tiến vào vành đai trung tâm. Oanh đùng. Một tiếng sét đánh đinh tai nhức óc, từng luồng sét đang vào thành chùm tia sáng trắng bạc, từ trong mây đen lao ra, bắn về phía kẻ cướp đoạt linh giới nọ. Dựa vào dự cảm linh tính siêu mạnh, người vô hình này dành trước nửa giây, chui vào mặt đất một đạo, hai đạo, ba đạo, chùm tia sáng dày đặc thô to trắng bạc bổ vào khu vực nọ, bổ đến bùn đất tan rã, lõm xuống phía dưới, xuất hiện hố động cháy đen. Kẻ cướp đoạt linh giới từ một bên khác xông ra, không ngừng nhảy về hướng khác tránh né, khi thì bên phải, khi thì bên trái, giống như trắng bò. Nhưng mà, mặc kệ nó chạy trốn tới nơi nào, chùm tia sáng trắng bạc luôn có thể đuổi theo nó, thậm chí làm ra chận đường trước làm cho tính toán rời khỏi khu vực mưa to của nó bị thất bại. Oanh đung! Oanh đung! Oanh đung! bạo quân trong mây đen nhìn xuống kẻ cướp đoạt linh giới giống như thần linh, vung quyền trượng trắng bạc, từng lần đánh về phía mục tiêu, vài lần đã thiếu chút nữa thành công. Cơ linh càng thêm nóng vội, hận không thể lập tức có thể chấm dứt săn bắn, vì thế không hề giữ lại thúc giục quyền trượng hải thần, để cho ti chấp đánh xuống đất càng thêm thường xuyên bỗng nhiên, anh cảm giác được mỏi mệt mãnh liệt. Điều này làm cho cơ linh chợt bừng tỉnh, phát hiện không đúng. Kẻ cướp đoạt linh giới từ đầu rõ ràng có cơ hội lui vào khu vực tầng dưới của ca đơ rừng, vì sao còn dừng lại ở phụ cận. Nó rõ ràng là sinh vật linh giới, không có thực thể, có thể tiến vào trong lòng đất, tránh né ti chớp, tránh né, bạo quân, nhìn chăm chú, vì sao còn thường thường nhảy đi ra vòng một vòng. Nó là đang dụ dỗ mình công kích, nó từ chi tiết, dây linh thể cùng thao túng đối với biến ngẫu của mình phát giác bản thân tầng cấp của mình còn chưa đạt tới bán thần, muốn tiêu hao linh tính của mình. Cơ linh sợ hãi cả kinh, kết hợp gặp phải từ đầu, thật sự nhận thức được kẻ cướp đoạt linh giới là một loại sinh vật giàu trí tuệ, tương đương giả dối. Đồng thời, anh còn nghĩ tới một vấn đề. Ti chớp gió bão cùng mây đen mưa to vừa rồi có khiến cho tồn tại ở khu vực nguy hiểm trung tâm thành phố Caderan nhìn chăm chú thật sự là quá lỗ mãn luôn xem nhẹ chi tiết mấu chốt trong khi suy nghĩ xoay chuyển cơ linh thu hồi quyền trượng hải thần mưa to mênh mông theo đó đình chỉ mây đen giữa không trung nhanh tán đi thời tiết xung quanh khôi phục bình thường cơ linh lại để cho bí ngẫu enjo cầm ba tông hải ngôn quay về bên người cùng thượng tướng địa ngục lưu đeo một trái một phải bảo hộ hai sườn của mình ngay sau đó một người hai ngẫu đi từng bước một về khu vực cửa vào tự như muốn ở khi linh tính vẫn còn, rời khỏi ca đơ rần. Trong quá trình này, cơ linh vẫn mở ra thị giác, dây linh thể, lấy cái này phòng bị kẻ cướp đoạt linh giới tới gần. Anh vừa rồi có chú ý, dây linh thể, loại sinh vật này rất đặc sắc, bộ phận chui ra từ trong cơ thể, kéo dài ra bên ngoài bình thường, bộ phận từ ngoài vào, từng sợi tụ thành bó to, chui vào trong trường bào màu trắng bán trong suốt. Cơ Linh hoài nghi đây là trạng thái kẻ cướp đoạt linh giới khống chế phân hồn, có khác với biến ngẫu đại sư ánh mắt vừa di động anh đột nhiên thấy trong một căn nhà sụp đổ từng sợi dây nhỏ màu đen hư ảo chui ra bộ phận trong đó tụ thành bó to ngọn nguồn giống như ở xa xa cơ linh không chút do dự đưa quyền trượng hải thần trong tay lên trống rỗng chế tạo ra một tiếng sấm thật lớn oanh đun trong thanh âm kinh sợ tâm cùng linh này thượng tướng địa ngục lưu đeo đột nhiên nâng lên tay trái nửa người hắn chợt trở nên hư ảo cánh tay cùng bắp tay kéo dài vô hạn chập tới căn nhà sụp đổ kia trên đường lòng bàn tay hắn trở nên cực kỳ tái nhợt có gương mặt hư ảo hiện ra lè ra một cái lưỡi giống như lưỡi rắn mặt ngoài bao trùm lông trắng đầu lưỡi này chợt bắn ra xa xuyên qua vách tường cắm vào nơi dây linh thể hội tụ trực tiếp hút ra một linh hồn vặn vẹo mơ hồ xung quanh linh hồn nọ bộ phận dây linh thể đột nhiên biến mất giống như chưa bao giờ tồn tại một bộ phận này đúng là tụ thành bó to từ xa xa mà đến chúng nó là giả kẻ cướp đoạt linh giới thế mà có thể ngụy tạo dây linh thể giả hoặc là nháy mắt hoán đổi vị trí phân hồn cùng chủ hồn cơ linh chợt quay đầu nhìn về nơi khác quả nhiên lại thấy một đám dây linh thể tụ hợp từ trong lòng đất cao tốc lướt tới anh lại lần nữa sử dụng quyền trượng hải thần để cho tiếng sấm có thể rung động linh thể lại vang lên. Chương 1137, Hồn Thể Chân Thật, 1 Cùng lúc đó, người thắng cuộc, Enjo tiêu hao bộ phận may mắn còn thừa, phụ gia vận rủi cho mục tiêu, hơn nữa để cho ba tông hải ngôn phục ra một đạo ti chấp trắng bạc. Ti chấp nọ tương đương may mắn thông qua một khe hở, tiến vào trong lòng đất, trực tiếp bổ vào trên thân kẻ đột kích, bổ cho bộ phận dây linh thể biến mất tại chỗ cái này cũng là giả cơ linh vừa có phản ứng suy nghĩ đã bị kìm hãm thân thể xuất hiện tê liệt ngay ở khi miệng anh tương đối khó nhọc mở ra giống như muốn ra lệnh cho vật phẩm thần kỳ người vô hình mặt trường bào bán trong suốt đột nhiên từ trên trời giáng xuống hạ xuống trước mặt anh kẻ cướp đoạt linh giới vừa rồi lại vẫn tránh ở trời cao mượn mây trôi xám trắng che giấu người vô hình này vừa hiện thân chỗ cổ áo không nhìn thấy đầu đã đi ra từng nhuyễn trùng trong suốt nhuyễn trùng mặt ngoài gian kín hoa văn kỳ dị. Cơ Linh chỉ nhìn thoáng qua, suy nghĩ trong đầu đã hoàn toàn nổ tung, tuy thoát khỏi khống chế nguyên từ dây linh thể, nhưng hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Bộ mặt ở trong bóng đen mũ miệng ba tầng của anh, từng cái răng thịt nổi ra, mỗi một cái đều hơi trong suốt, giống như con trùng nhỏ mấp máy. Nếu không phải có cấp bậc lá bài, bạo quân chống đỡ, anh đã đau đớn ngã xuống đất, quay cuồng dãy dùa kẻ cướp đoạt linh giới lại có hình thái sinh vật thần thoại nhất định lúc này người vô hình trong trường bào màu trắng mới chính thức không chịu trở ngại nắm trong tay dây linh thể của cơ linh trong vài giây đã tiếp cận thành công mắt thấy con mồi sắp biến thành phân hồn của mình kẻ cướp đoạt linh giới đột nhiên thấy đối phương gian nan mở miệng học ra một từ sự khôi phục từ trong trạng thái tiếp cận mất khống chế này sớm hơn so với nó dự tính mà tự nọ là một từ tiếng hêm cổ vận mệnh đây là chú văn mở ra phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh cơ linh nếu thật sự muốn rút lui đã sớm bắt lấy hai bí ngẫu trực tiếp chấm dứt triệu hồi quay về phía trên sương mù xám mà không phải từng bước một đi về phía cửa vào thành phố caderan anh đang chôn cạm bẫy cho kẻ cướp đoạt linh giới anh sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy từ trong trạng thái bị thương khi thấy hình thái sinh vật thần thoại nhất định đúng lúc niệm ra từ này là vì anh đã trải qua rất nhiều ở phương diện này. Hơn nữa, tuy không rõ ràng cho lắm đối phương sẽ chọn dùng biện pháp gì, nhưng luôn luôn có một loại ứng đối tương đối vạn năng, đó chính là làm cho mục tiêu trở nên xui xẻo. Cơ Linh vừa rồi khi tiến vào trạng thái trì trệ, phản ứng đầu tiên không phải để cho vật phẩm thần kỳ ca hát, mà là để cho người thắng cuộc Enzo tiêu hao toàn bộ may mắn còn sót lại, để cho kẻ cướp đoạt linh giới trở nên đủ bất hạnh. Vận mệnh trong từ tiếng hêm cổ tối nghĩa kéo dài quanh quẩn, vị trí kẻ cướp đoạt linh giới cùng cơ linh đột nhiên ảm đạm một chút. Đây là một kiểu không rõ ràng, tự như giữa không trung vừa vặn có một đám mây thổi qua, cũng không dừng lại. Nhưng đợi cho ảo giác giống nhau bóng đen trôi đi trong giây lát, người vô hình khoác trường bào màu trắng bán trong suốt đã đứng thẳng bất động ở tại chỗ, mặt ngoài quần áo khó có thể ngăn chặn hiện ra dấu vết mấp máy như con trùng, trời sáp, thông thả, khó nhọc đối diện nó, cơ linh ánh mắt hoàn toàn khôi phục thanh minh, khuôn mặt ở dưới bóng đen mũ miệng ba tầng đã không thấy răng thịt. Cái này xem qua tự như không phải vừa rồi kẻ cướp đoạt linh giới đang thao túng dây linh thể của cơ linh, đồng thời tiếp cận thành công. Mà là cơ linh đang thao túng dây linh thể kẻ cướp đoạt linh giới, còn sắp chuyển hóa đối phương thành bí ngẫu. Phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh, đổi chỗ vận mệnh. Phù chú cao cấp dùng, trùng thời gian chế tác này, có thể đánh cắp vận mệnh đến tiếp sau của mục tiêu, bao gồm mang tương lai của bản thân trong khoảng thời gian ngắn giao cho đối phương, lấy cái này để hoàn thành trao đổi. Cho nên, cơ linh cùng kẻ cướp đoạt linh giới một phát đã hoán đổi hoàn cảnh, một cái từ tử chuyển sinh, một cái từ đã nhìn thấy thắng lợi nháy mắt ngã vào tuyệt địa. Sau khi xác nhận kẻ cướp đoạt linh giới giàu có trí tuệ, rất khó đối phó, không dễ săn bắn, cơ linh ngay ở khi biểu diễn lui lại, nhìn như lỗ mãn thực ra cố ý để cho bản thân từng bước một lâm vào kẻ cướp đoạt linh giới khống chế dụ dỗ nó xuất hiện cùng bất cứ lúc nào chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt sử dụng phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh như vậy kẻ cướp đoạt linh giới ác với kẻ địch bao nhiêu tình cảnh bản thân sẽ tuyệt vọng cỡ nào đương nhiên nếu phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh không có thu được hiệu quả hoặc là chủ hồn kẻ cướp đoạt linh giới vẫn chưa xuất hiện dựa vào là biện pháp khác nắm trong tay cục diện Cơ linh vẫn còn thủ đoạn tự bảo vệ bản thân cuối cùng, đó chính là trực tiếp chấm dứt điều triệu hồi, quay về phía trên sương mù xám, dùng tổn thất hai biến nổ cùng vài món vật phẩm thần kỳ đổi lấy bản thân không có việc gì. Bất chấp kinh ngạc phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh lại thần kỳ như thế, thiên sứ con đường kẻ ăn trộm lại khủng bố như thế, cơ linh thừa dịp đổi chỗ vận mệnh còn chưa kết thúc, không chút do dự đưa cao quyền trượng hải thần trong tay. Pháp y giáo hoàng lam sậm của anh theo gió mở ra, mũ miệng ba tầng màu vàng chiếu rọi ra hào quang xanh lam cùng trắng bạc lần lượt thay đổi, đỉnh quyền trượng xương trắng khoảnh khắc phục ra từng luồng xét, đang vào thành cầu, rơi xuống trên người kẻ cướp đoạt linh giới. Màu trắng bạc bỗng nhiên bùng cháy, bao phủ mục tiêu, chiếu xung quanh một mảng trắng xóa. Một lần, hai lần, ba lượt, cờ linh không ngừng thôi phát ti chấp dạng cầu khủng bố, không chút nào keo kiệt linh tính bản thân. Rốt cuộc, anh nghe thấy được tiếng trống giống như nguyên từ chỗ sâu trong linh hồn, trực giác cảm ứng được mục tiêu đã băng giải tán loạn. Cơ linh lúc này mới hạ thấp, quyền trượng hải thần, nhìn tia chớp trắng bạc nhẹ nhẹ tán ra. Giờ này khắc này, toàn bộ linh thể của anh đều đã trở nên có chút hư ảo, chẳng sợ có bạo quân thêm vào, cũng có vẻ không đủ chân thật. Theo tia chớp trôi đi, người vô hình khoác trường bào màu trắng bán trong suốt lại lần nữa xuất hiện ở trong mắt cơ linh từng chút hào quang sáng tối bất định bốc ra từ bên trong chỉnh thể kẻ cướp đoạt linh giới đột nhiên phân liệt hóa thành vô số bọc biển hư ảo từng cái liên tiếp thoát phá bạo quân săn bắn thành công ngay ở lúc này khu vực chỗ sâu của ca đơ đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt giống như có quái vật lớn bởi vì kẻ cướp đoạt linh giới chết đi mà tỉnh lại hoặc là sinh vật nguy hiểm không đến được bởi vậy mà ù ra cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời như là một mảng xám trắng hư ảo, giống như hồng thủy, từ phía đáy tầng tầng dâng lên. Kẻ cướp đoạt linh giới khác. Không, như là sinh vật càng đáng sợ càng khủng bố, đối tượng kẻ cướp đoạt linh giới phụng dưỡng. Còn nữa, khu vực trung tâm ca đơ cuối hố sâu trong lòng đất, vẫn yên tĩnh như vậy, vẫn không truyền ra một chút thanh âm nào, cái này càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cơ Linh Gương đánh lên tinh thần, một bên phân tâm lưu ý động tĩnh tầng bên trong của Caderon, một bên lo lắng chờ đợi đặc tính kẻ cướp đoạt linh giới phân ra, tụ hợp thành tài liệu. Anh tạm thời không có vui mừng săn bắn thành công, chỉ có căng thẳng khi đứng ở rìa vực sâu mép. Trong quá trình này, Cơ để cho người thắng cuộc, Enzo cùng Thượng tướng Địa Ngục, lưu đeo tới gần mình, cùng đưa quyền trượng hải thần cho người trước cầm, để bản thân có thể thoát khỏi trạng thái nóng nảy bốc đồng càng thêm bình tĩnh suy nghĩ ứng đối khả năng phát sinh biến hóa kế tiếp như thế nào, cùng với vừa rồi có chi tiết nào khác đã bị bỏ sót. Chương 1138, Hồn Thể Chân Thật, 2 Ý niệm chật lóe trong đầu, Cơ Linh đột nhiên nhớ tới một việc. Khi anh để cho vật phẩm thần kỳ ca hát, mấp máy đói khác, có ca ngợi, tạo vật chủ chân thật, hơn nữa tụng niệm ra tôn danh đầy đủ, Tuy cái bao tay da người nọ dùng không phải là ngôn ngữ có thể dẫn động lực lượng thiên nhiên như tiếng hêm cổ, mà là tiếng hêm, nhưng cái sau cũng có thể phát huy tác dụng ở lĩnh vực hiến tế. Cái này cũng ý nghĩa, tạo vật chủ chân thật, rất có khả năng nghe được, mấp máy đói khác, ca ngợi, chú ý tới động tỉnh phát sinh ở bên này. Trừ bỏ hồng thủy xám trắng, đang muốn dâng lên cùng sinh vật khủng bố ở chỗ sâu trong thành thị, còn có nguy hiểm khác. Đợi một chút, mình hiện tại là linh thể, hơi tương đương với oan hồn, không phải trạng thái bình thường. Cơ linh trong đầu vừa mới chuyển qua một ý tưởng, linh cảm đột nhiên có xúc động, bản năng đưa ánh mắt hướng về phía lối vào ca Nơi đó quang ảnh chợt lóe, có bóng người tiến vào. Bóng người nọ bóng dáng khoác trường bào vải đây đơn giản mà mộc mạc, để một đầu tóc dài màu bạc. Hắn là một người nam, ngũ quan nhu hòa, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt trong ôn nhu mang theo một chút lạnh nhạt giống như đang lấy tư thái người đứng xem nhìn chăm chú vào vận mệnh nhìn chăm chú vào mỗi người trên thế giới này ở sau lưng hắn từng luồng hào quang hình thành cánh chim tinh thuần hư ảo trùng điệp lan tràn ra phía ngoài che đậy toàn bộ khu vực cửa vào cơ linh hầu như là từ hàm răng gượng tiếng rít trong đầu liên tiếp hiện lên danh từ u lút kẻ nuốt đuôi thiên sứ vận mệnh vua thiên sứ anh bất chấp suy xét ý tưởng vừa rồi có khả năng hay không, thân thể giống như không có thực chất bành trướng lên, đồng thời bao dung bí ngẫu Enjo cùng đeo ở bên trong, mang bọc biển đặc tính kẻ cướp đoạt linh giới còn đang phân ra cùng dung hợp bao dung ở bên trong. Lúc này, đôi mắt màu bạc của Uluk đã chiếu ra bóng dáng đội mũ miệng ba tầng mặt pháp y lam sậm cực kỳ uy nghiêm, cực kỳ bạo ngược ở xa xa, cùng với sương mù xám trắng bị khí tức, bạo quân, che cực kỳ mơ hồ một dòng sông lập lòa sóng nước đồng thời hiện ra ở trong hai mắt, vần quanh bóng dáng giống như bạo quân, vần quanh khu vực tầng ngoại Caderon. Trong im lặng, căn nhà hình chữ nhật cùng cây trụ lớn tái nhật vừa rồi bị hủy diệt ở trong ti chớp gió bão dặm lại lần nữa được dựng lên, thợ rèn người khổng lồ chỉ còn lại có hai ngón chân cháy đen lại có được thân thể, xuất hiện ở trong lăng mộ, bóp bóp đập lên cái thất gỗ. Tất cả cái này lại quay về bộ dáng khi bạo quân tiến vào không bao lâu nhưng mà cơ linh ăn mặc theo kiểu giáo hoàng đã không thấy hai biến ngẫu của anh tính cả bọt biển còn sót lại của kẻ cướp đoạt linh giới đã không thấy bóng dáng tương ứng không thể trở về cảnh tượng vừa dựng lại theo thoát phá biến trở về bộ dáng sau đại chiến kẻ nuốt đuôi u lút cứ lẳng lặng nhìn như vậy hồi lâu không hề động đậy xám trắng đang dâng lên từ chỗ sâu trong ca đơ rần hạ xuống từng chút một phía trên sương mù xám cơ linh mệt mỏi ngồi ở trên ghế dựa của kẻ khờ mệt ngay cả để cho hai biến ngẫu Enjo cùng đeo đến bóp vai cũng làm không được. Quyền trưởng hải thần đã bị anh đưa trở về đóng tạp vật, lát bài, bạo quân cũng rời khỏi hồn thể của anh, đặt ở bên cạnh lá bài, hoàng đế đen, bọc biển còn sót lại của kẻ cướp đoạt linh giới thì lơ lửng ở phía trước, không ngừng phân ra đặc tính phi phạm, lại không ngừng kết hợp cùng các điểm sáng. Cơ linh hoảng một lúc, thấy các điểm xám trắng rơi xuống mặt ngoài bàn dài loan lỗ cùng với một sự vật trong suốt tự như không có sức nặng. Sự vật đó lớn chừng bàn tay, giống như từ những con trùng gì đó cuốn quanh mà thành, tương tự hình người, bên trong còn có chất lỏng không có màu sắc, thường có bọt biển toát ra, phát tán ra ánh sáng màu đen. Cơ Linh không dám nhìn cẩn thận, bởi vì sự vật trong suốt không có sức nặng nọ ở những chỗ rất nhỏ có kết cấu càng thêm phong phú, hình thành một đám hoa văn, phù hiệu không thể diễn tả, tự như mang tri thức, lực lượng, biến hóa, bí ẩn, quỷ dị, điên cuồng các khái niệm trực tiếp dung nhập vào trong, để cho chúng nó không hề trừu tượng. Cái này mang đến cho cơ linh cảm giác mê muội mãnh liệt, thậm chí có loại tinh thần tiếp cận sụp đổ, hồn sắp mất khống chế. Đây chính là hồn thể chân thật kẻ cướp đoạt linh giới. Bụi tương ứng cũng có, đại khái 70 dê, nhiều hơn so với cần thiết, cũng nhiều hơn so với mình dự đoán. Cơ linh hơi gật đầu không thể nhận ra, chứa bụi vào trong một cái hộp, tính cả hồn thể chân thật, cùng đưa vào trong đống tạp vật, đồng thời sử dụng sương mù xám bao trùm. Hoàn thành việc này, anh nâng tay dây dây thái dương, không tiếng động tự dễu nói. Nếu không phải cầm quyền trượng hải thần, gặp phải kẻ cướp đoạt linh giới tập kích, mình quá nữa sẽ trực tiếp lựa chọn rời khỏi ca đơ rần, đợi cho có giúp đỡ, mới ổn thỏa làm săn bắn, để khống chế động tĩnh, không sợ kinh động đến sự vật không biết ở khu vực trung tâm. Ai, cuối cùng liệu như vậy, tuy kết quả là tốt nhưng thật sự không phù hợp với tính cách của mình cũng hoàn toàn mâu thuẫn với sắm vai con đường nhà bói toán về sau tận lực tránh ở bên ngoài vận dụng quyền trượng hải thần a à, kẻ cướp đoạt linh giới đã săn bắn thành công không cần tìm tiểu thư sa rong hỗ trợ chờ vài ngày viết thư cho cô ta để cho cô ta không cần vướng bận chuyện này nữa bất quá mình có dự cảm về sau còn có thể đi ca đơ rần đến lúc đó có lẽ còn phải mời tiểu thư sa rong hỗ trợ. Mặt khác sưu tập tình báo quỷ thuật tà quái, không thể hoàn toàn ký thác hy vọng ở chỗ thành bạc trắng. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Cơ Linh không mang theo bí ngẫu, trực tiếp trở về hiện thực, chấm dứt nghi thức, đi về phía ngủ giường, ngã xuống liền tiến vào ngủ say. Đã chạy thoát. stress nhìn người nam đối diện, hỏi Daily Simoner đang thông linh. Bọn họ vừa hoàn thành hành động, lại bắt được vài thành viên linh giáo đoàn, nhưng nhân vật mấu chốt thể hiện trong tình báo, tay tái nhật, Palenker Tacitus lại không ở cứ điểm bí ẩn. Đây là một vị bán thần danh sách 4, cho nên tiểu đội bao tay đỏ không chỉ có vận dụng vật phong ấn cấp một, còn mời mắt nữ thần Ilia ra tay, kết quả lại chập hụt. Daily Simoner gật gật đầu. Đúng vậy. Cô chợt nhìn về phía tù binh, giọng nói không linh mơ hồ hỏi, Palenker ta túc đi nơi nào hắn nói hắn đi gặp một người vị thành viên linh giáo đoàn kia thông thả hồi đáp người kia là ai daly simoner truy hỏi đám người leonard mitchell cũng đều đưa ánh mắt lại đây người nam bị thông linh giọng nói không có phật phòng đáp anh jan nguyên nguyên nghe được cái tên này ở đây toàn bộ bao tay đỏ đều lặng lẽ xuống nhất thời không có ai mở miệng nói chuyện từ vị đại giám mục tiền nhiệm này phản bội tới nay giáo hội đêm tối chưa bao giờ thả lỏng đuổi bắt đối với hắn đại giám mục ở đỉnh tầng cùng nhóm chấp sự cao cấp thay phiên phụ trách hiệp trợ lẫn nhau thường xuyên mang theo vật phong ấn tương ứng đi khắp nơi nơi tìm kiếm manh mối nhưng thủy chung không thể tập trung được angsian nguyên luôn vì đủ loại trùng hợp mà trượt mất hắn không chỉ ngay cả bóng người cũng chưa thể thấy mà còn bị đối phương làm ra vài đại sự giết chết nhiều kẻ gác đêm Chương 1139, Tổ chức cũ Cái này đối với toàn thể giáo hội đêm tối, cùng đội ngũ kẻ gác đêm mà nói, vừa là cừu hận, vừa là sỉ nhục. Hai tay buông xuống của Leonard Mitchell không tự giác nắm lên, hô hấp cũng trở nên trầm trọng vài phần. Hắn rất nhanh bắt buộc bản thân dẫy ra khỏi cảm xúc đột nhiên dâng lên kia, đặt lực chú ý ở nơi khác. Khó trách duen đang tét gặp Einstein Will ở trong hành trình biển cùng bạo, bởi vì mục đích người sau cũng là nam đại lục cũng là đông biron mọi người ở trong lặng lẽ daly li simoner trực tiếp dụng linh thể phát ra âm thanh mơ hồ không có biến hóa quá rõ ràng chỉ mang theo một chút lạnh lùng tốc độ nói theo đó nhanh hơn một chút bọn họ gặp mặt ở nơi nào thành viên linh giáo đoàn kia mờ mịt lắc lắc đầu không biết daly li lại liên tục nói ra mấy vấn đề nhưng đều không có được trả lời lý tưởng cuối cùng Cô lui ra phía sau một bước, đưa ánh mắt hướng về phía Suez đội trưởng tiểu đội bao tay đỏ này. Suez thở dài, cân nhắc nói. Đầu tiên, mang tình báo này báo cho ngài mắt nữ thần biết, từ cô ta liên hệ cùng thánh đường. Anh Will mang theo 008 không phải một mũi, bao tay đỏ, chúng ta có thể đối phó. Tiếp theo, theo manh mối Palenker Tacitus này truy tra xuống, hy vọng có thể biết rõ ràng mục đích của Anh Will ở dưới tình huống không thể truy tung hắn, khó có thể tập trung hắn, nắm giữ mục đích của hắn càng thêm quan trọng so với nắm giữ hành tung của hắn, cái này có lẽ có thể hỗ trợ chúng ta bố trí cho hắn một cạm bẫy không thể không tiến vào. Cuối cùng, từ giờ trở đi, thời khắc lưu ý mỗi một cái trùng hợp phát sinh trên người bản thân, mặc kệ đó là tạo thành từ nguyên nhân gì, đều phải báo cáo với tôi. Rõ, đội trưởng. Trong khi đội viên bao tay đỏ cùng đáp lại, Leonard vẫn duy trì lặng lẽ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Daily Simoner một cái, phát hiện người trong cửa tự xưng kẻ thông linh này cũng không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt sâu thẳm. Cùng lúc đó, trong đầu hắn quanh quẩn vang lên giọng nói hơi già nua của Pace Yoraset. Ha ha, xem ra tôi sẽ thấy một vở kịch đuôi cùng trốn. Lão nhân có ý gì? Ông ta là ám chỉ cái gì? Chúng ta vừa quyết định mở ra điều tra đối với mục đích của Einstein Wien, thì 008 đã biết. Leonard thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên có một ý tưởng. Nếu từ một người vốn đã chết đi âm thầm tiến hành điều tra tương quan, có thể tránh né cảm giác của 008 hay không? Ngủ chừng 2 giờ. Cơ Linh xoa cái đầu còn đau rõ ràng, thông thả đứng dậy khỏi giường. Tiếp theo, anh kéo chung ở cạnh cửa, chờ đợi người phục vụ đi lên. Không bao lâu, một người dân bản xứ cố ý ăn mặc kiểu ru áo sơ mi trắng ghi lê đỏ đi đến bên ngoài, đưa tay gõ cửa phòng. Cơ linh xoay tay nắm, kéo cửa ra một khe hở, giọng khàn khàn nói. Cho một phần bữa trưa đến phòng, trước dụng quá sớm. Giờ khắc này, bộ dạng của anh đã biến thành biến ngẫu en vô phơi nắng đen đúa. Là một quý ngài có hai người hầu, ở căn phòng xa hoa, không thể nào tự mình đến cửa dặn dò người phục vụ. Một phần bữa trưa, có yêu cầu đặc biệt gì không người phục vụ dân bản xứ nọ lấy ra giấy bút vừa ghi lại vừa dùng phát âm tiếng ruen có chút kỳ quái hỏi cơ linh dùng tiếng ruen cũng không được tự nhiên đáp lại lấy thịt đỏ làm chủ thêm một ly rượu vang có đá cùng chanh có thêm hai phần ăn cho người hầu không người phục vụ dân bản xứ kia hỏi theo lưu trình cơ linh lặng lẽ một giây rồi nói có chấm dứt đối thoại anh đóng cửa phòng lại nhanh bố trí nghi thức đưa người thắng cuộc enjo cùng thượng tướng địa ngục lưu đeo từ phía trên sương mù xám về thế giới hiện thực về phần mấp máy đói khác cùng ba tông hải ngôn đều tạm thời lưu ở trong đống tạp vật một cái là vì đói bụng một cái là có chút khó có thể ngăn chặn bốc đồng ca hát chờ cơ linh thao túng biến ngẫu thu dọn xong phòng vài người phục vụ lục tục tiến đến đưa bữa trưa đến vì thế toàn bộ phòng chỉ còn lại có đồng tỉnh giao nĩa khẽ chạm dĩa ăn cùng tiếng nhai nuốt không quá rõ ràng. Không biết qua bao lâu, cơ linh buông dao nĩa, cầm lấy khăn ăn, lau miệng, thỏa mãn dựa vào ghế dựa phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cứ như vậy, mình thực sẽ béo phì. Hai biến ngẫu đã mất đi năng lực ăn uống, nhưng cơ linh vì che giấu, lại không thể không thêm phần ăn cho người hầu, cái này làm cho anh không thể để thực vật bị lãng phí đành phải lựa chọn tận lực ăn nhiều hoàn hảo mình là người không mặc. Cơ Linh che miệng lại nấc một cái, lập tức hô uống nốt phần rượu vàng còn lại. Thẳng đến lúc này, anh mới cảm giác bản thân đã hoảng lại, có tinh lực đi suy nghĩ các loại chi tiết trong chuyện đến ca lần này. Con đường kẻ ăn trộm thật sự đáng sợ, chỉ là một phù chú chế tác từ trùng thời gian có thể thu được hiệu quả không thể tưởng tượng như thế. Kẻ bán bổ thần linh, Amon thân là vua thiên sứ đến cùng khủng bố đến bao nhiêu là có thể nghĩ chẳng sợ chỉ là một phân thân cũng không phải dễ đối phó như vậy hoàn hảo mình trước đó không có cậy mạnh hiểu được bắt chước cách làm của người có kinh nghiệm giả trực tiếp chạy trốn tới nam đại lục tạo vật chủ chân thật thật sự là coi trọng đối với mình trực tiếp để cho kẻ nuốt đuôi u lúc chạy đến cái này quả thật có loại cảm giác xuyên qua thời gian thiên sứ trên bích họa xa xưa cứ như vậy mà đi ra đi tới trước mặt mình hoàn hảo mình có thể trực tiếp chấm dứt triệu hồi Cơ Linh vừa nghĩ đến đây, vẻ mặt đột nhiên trùng mình, phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. U lúc là vua thiên sứ, con đường quái vật. Cái này cũng ý nghĩa đối phương có thể trực tiếp nhìn thấy đặc thù trên người anh, nhìn thấy xám trắng sương mù, nhìn thấy cánh cửa hư ảo tạo thành từ quan cầu cùng đám trùng trong suốt, bán trong suốt tạo thành quan cầu. Cái này đến cùng đại biểu cái gì, thiên sứ vận mệnh, sống sót từ kỷ đệ nhị rất có khả năng biết một ít, mà tạo vật chủ chân thật có lẽ hiểu biết càng nhiều. Họ sẽ không nhìn ra mình chính là chủ nhân không gian thần bí phía trên sương mù xám chứ. Mặc kệ thế nào, trình độ coi trọng khẳng định sẽ có đề cao. Cơ linh tay phải nắm lại, để ở dưới miệng, suy xét hành động mà hội cực quan hoặc hoa hồng cứu rỗi có khả năng áp dụng. Làm cho anh cảm thấy may mắn là, mặc kệ hoa hồng cứu rỗi, hay là hội cực quan, trước mắt cũng không tập trung được một vị tín đồ kẻ khờ nào. Bất quá, trong trận loạn chiến bên ngoài thành phố Bay Am kia, khi anh lấy thân phận Herman Sparrow này hoạt động, có đưa ra cái bao tay hỏa chủng bị tạo vật chủ chân thật, ô nhiễm, ý đồ đưa tới thánh giả hội cực quan, cái này rất có khả năng để cho nhà mạo hiểm điên cùng tiến vào danh sách hiềm nghi. Từ điểm Herman Sparrow này kéo dài ra ngoài, Thượng tướng Ngôi Sao, Trung tướng Núi Băng, Danis, Anderson đều có khả năng bị hội cực quan điều tra, nhắc nhở bọn họ một chút. Cơ Linh thông thả thở hát ra, đứng lên, chuẩn bị đi phía trên sương mù xám. Theo anh thấy, khác với quân đội, giáo hội gió bảo, học phái hoa hồng, Linh giáo đoàn đuổi bắt đối với Herman Sparrow, tín đồ tạo vật chủ chân thật đều tương đương điên cuồng, lại có thủ lĩnh thân là vua thiên sứ, thiện ở xem xét vận mệnh hoạt động ở thế giới hiện thực. Như vậy, vô luận đám người Capella có ở trên biển hay không, khó có thể bị tập trung đến chừng nào, đều tồn tại phiêu lưu bị tìm tới cửa. Chương 1140, Phương pháp mới thu hoạch tình báo, 1. Trong đó, Trung tướng núi băng Edwina cùng thợ săn mạnh nhất biển sương mù Anderson thật ra không cần cơ linh quá lo lắng, bọn họ biết không nhiều lắm, không liên quan đến vấn đề trung tâm, sẽ không bị gì, duy nhất cần băng khoan là, đám đồ điên hội cực quan kia ở trong quá trình vấn đáp bình thường có lẽ sẽ chọn dùng thủ đoạn kịch liệt. Tây Biron, trên đường chính phía bắc Mesanjet thành phố Avarua. Danis đang ở cắn thịt nướng đột nhiên dừng lại, nghe được ngài kẻ khờ chuyển lời nhắc nhở nguyên từ Herman Sparrow. Cẩn thận người linh giáo đoàn, cẩn thận người hội cực quan, hơn nữa người sau, cần đặc biệt chú ý, đồng thời nhắc nhở một chút Anderson hút, cùng với Edwina Edwood bên cạnh cậu. Cẩn thận linh giáo đoàn. Cẩn thận hội cực quan. Cái này còn thêm cái gì nữa? Quân đội, giáo hội gió bão, giáo hội đêm tối, học phái hoa hồng. Herman Sparrow đến cùng làm cái gì? Vì sao lại đắc tội nhiều thế lực như vậy? Cứt chó. Danis vẽ mặt đầu tiên là cứng đờ, chợt vặn vẹo hẳn lên. Hắn còn chưa rõ ràng cho lắm đứng đầu bảy đại tướng quân hải tặc đã đổi người. Nghĩ tới cái gì vậy? Anderson ở đối diện buông dao cắt thịt, nhướng mày, tò mò hỏi. Danis lặng yên hít sâu một cái, cân nhắc hỏi ngược lại cậu có nghe nói qua hội cực quan chưa? Hắn cũng không xác định Anderson có hiểu biết hay không, dù sao tổ chức hội cực quan này lúc ban đầu tương đương bí ẩn, sau đó thanh danh cũng chủ yếu tập trung ở vương quốc Truen. Anderson ha ha cười nói. Cậu cũng có thể biết, tôi lại cảm thấy kinh ngạc, là thuyền trưởng các cậu nói cho cậu. Không đợi Danis trả lời, hắn dùng ngón tay vuốt mái tóc ngắn, như là tự nói. Bọn họ tin tưởng tạo vật chủ không đâu không có, vạn sự vạn vật đều có thần tính, tin tưởng cuộc đời bất quá là một hồi tinh thần lữ hành, chỉ cần nguyện ý lắng nghe lời dạy dỗ, có thể hiểu biết thần tính, phát hiện thần tính, tụ hợp thần tính, cuối cùng trở thành thiên sứ, vượt qua hiện thực. Tư tưởng như vậy nghe qua cũng không tệ lắm, nhưng không phải trọng điểm, trọng điểm là bọn họ tín ngưỡng, tạo vật chủ chân thật. Nghe đến đó, Danis nhìn không được trào phúng một câu. Biết cũng thật nhiều chỉ ít hơn một chút so với tôi. Anderson nhất thời nhếch lên khóe miệng, nụ cười sáng lạng nói. Đương nhiên. Tôi từng ở Intis gia nhập một tổ chức, bọn họ hy vọng thay đổi xã hội, thay đổi thế giới, để cho siêu phàm không hề bí ẩn, thể hiện ở trong mắt mọi người, trở thành kẻ thống trị chân chính. Bọn họ gọi là hội chữ thập máu và sắt, tín ngưỡng cũng là tạo vật chủ chân thật. Danip vẽ mặt dài ra một chút, trán nháy mắt đã thấm ra mồ hôi lạnh. Liếc nhìn vẻ mặt Danis, Anderson giống như không có phát hiện gì cả tiếp tục nói. Bất quá, đầu óc bọn họ tự như đều bị sát sóng ăn vậy, cùng nhiệt đến gần như ngu xuẩn, không quá phù hợp thẩm mỹ của tôi, tôi lừa chút đồ liền rời khỏi. Ồ, sắc mặt của cậu sao có chút tái nhợt, trên mặt quá nhiều mồ hôi, trúng nắng sao? Làm một thợ săn, thích ứng hoàn cảnh chẳng lẽ không hẳn là bản năng? Đà nít nâng tay phải lên lau mồ hôi ở trong lòng mắng hai câu mạnh mẽ gượng ra nụ cười nói tôi từng nghe người ta nói qua một khi tín ngưỡng tà thần còn muốn thoát khỏi hầu như là chuyện không có khả năng hắn nói xong cầm liền nâng lên một bộ dáng tôi xem cậu chết như thế nào hoàn toàn không suy xét vấn đề herman sparrow vừa đắc tội hội cực quan bản thân chịu khổ tín đồ tạo vật chủ chân thật truy nã cũng không liên tưởng đến mình cũng đang tín ngưỡng kẻ khờ nghi ngờ là tà thần nào đó. Nói rất đúng. Anderson nụ cười không thấy một chút lo lắng nào đáp lại, tôi lại không có tín ngưỡng chân chính, lúc ấy tụng niệm đều là những câu tôi từ tôn danh thần tri thức cùng trí tuệ sửa ra, dù sao bọn họ không quá thích dùng đầu óc, không, bọn họ căn bản không có thứ này, chỉ cần mặt ngoài giả thành kính một chút, tùy tiện tìm lý do là có thể lừa bịp qua được không đợi danis mở ra thảo luận hắn chuyển hỏi cậu vì sao đột nhiên nói lên hội cực quan danis hung hăng cắn miếng thịt nướng chậm rãi nhai nuốt xuống cố ý cách hai ba chục giây mới nói bởi vì tôi nhớ lại một việc herman sparrow không biết làm cái gì bị hội cực quan liệt vào mục tiêu chủ yếu coi trọng cao độ phải thanh trừ đúng rồi còn có linh giáo đoàn mà tôi và cậu đều là người được công nhận tồn tại liên hệ với hắn để tôi cẩn thận người hội cực quan linh giáo đoàn. Anderson giật mình gật đầu, ha ha cười nói, lời nói cùng loại, cậu gần đây tự như đã nói qua một lần, học phái hoa hồng, giáo hội gió bão, quân đội Ruen. Hi, đôi khi, tôi cảm thấy Herman Sparrow càng thích hợp làm thợ săn hơn so với tôi. Danis không phản bác khó được, tràn đầy đồng cảm trùng trùng gật đầu. Anderson ngẫm nghĩ, đột nhiên không hề dấu hiệu dời đi đề tài. Cậu lần này đến tay Biron, đến cùng muốn làm cái gì? Trợ giúp Herman Sparrow. Nghe được vấn đề này, Danis lặng lẽ một giây, đặt xuống đồ trong tay, không nhanh không chậm sửa sang lại quần áo nói. Điều tra tình huống tín ngưỡng dân chúng các giai tầng Tây Bi Rông. Đây là sau khi hắn thảo luận cùng, Trung tướng Núi Băng, Edwina đã xác nhận mục đích chuyến đi này, dùng cách nói càng thông tục là điều tra tình huống phát triển cùng phạm vi thế lực các tổ chức bí ẩn lớn Tây Bi Rông. Đương nhiên, cái này còn kèm theo bước đầu tiếp xúc với thế lực thống trị địa phương, biết rõ bọn họ có nhu cầu mua súng ống đạn dược hay không. Điều tra tình huống tín ngưỡng dân chúng các giai tầng Tây Biron. Anderson lặp lại lời nói của Danis, phản xạ có điều kiện như nâng tay phải lên, dây dây thái dương, tự như có chút đau đầu. Sau khi chấm dứt hội Taro, nhắc nhở Thượng tướng ngôi sao chú ý hội cực quan cùng Linh giáo đoàn điều tra, tốt nhất tìm kiếm hội khổ tu mo trợ giúp. Cơ Linh lại bận rộn hoàn thành giao dịch ba phương, thế giới, ánh trăng cùng mặt trời, thu hoạch 5.000 bản tiền mặt. Đợi dùng xong bữa tối, anh ngậm một cái tẩu không có điểm hỏa mang tính trang sức độc báo, sau đó thấy tiểu thư tính sứ nhà mình đi ra từ trong hư không, đưa qua một phong thư. Leonard Cơ Linh đưa tay tiếp nhận đồng thời lưu ý ray nét tin côn có dừng lại hay không, phát hiện vị tiểu thư tính sứ này nhanh chóng quay trở về linh giới. Điều này làm cho anh xác nhận Leonard Mitchell đã trả bưu phí, vì thế rút một bàn tay khác từ trong túi áo ra, mở lá thư. Anh Huy xuất hiện ở Đông Bi nghi ngờ gặp mặt cùng Palenker Tacitus phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn. Anh Janui. Cơ Linh lẩm bẩm cái tên này, chậm rãi dựa vào ghế dựa ở phía sau. Ở trong thư, Leonard hy vọng anh có thể âm thầm cũng làm một ít điều tra, biết rõ ràng mục đích của Anh nhưng vấn đề là, lần trước mới đề cập qua, 008 có đặc tính cùng loại với phạm có lời tất bị biết, đã biết nó, cũng sẽ bị nó biết, hơn nữa, nó thiện ở sắp xếp trùng hợp, làm cho người ta bất tri bất giác đi theo gậy chỉ huy của nó. Dưới loại tình huống này, mở ra điều tra đối với Einstein Nguyên, rất khó không bị 008 phát hiện, không chỉ không có khả năng thành công nào, còn dễ dàng bại lộ bản thân. Cơ Linh một bên suy nghĩ, một bên để cho người thắng cuộc Angel đi tới sau lưng, xoa bóp bả vai của anh. Anh lại đọc từ đầu lá thư của Leonard Mitchell một lần, hy vọng có thể ở trong mấy câu ít ỏi nọ tìm ra càng nhiều manh mối cùng điểm thiết nhập có thể lợi dụng điều tra. Đồng Bi Linh Giáo Đoàn, Phái Tử Thần Nhân Tạo Palenker Tacitus Anh Will tìm bọn họ làm cái gì? Tìm kiếm minh hữu cho phe phái vương thất ở sau lưng cho hung thủ chân chính của sự kiện sương mù Bắc luôn phái tử thần nhân tạo phái tử thần nhân tạo